Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 3541, thân phận tường ca Một Tuy không muốn ra tay, nhưng Trịnh Dương biết sư muội tính tình, để tường ca tùy ý làm ẩu, cuối cùng dẫn đến Tô Phi Phi tử vong. Mặc dù trong lòng đã sớm mất đi phần rung động trước kia, nhưng cũng không đành lòng, nhìn nữ hài đã từng ưa thích, bị gờ yêu ta ết như thế. Trịnh Dương, cứu ta. Thấy hắn đi tới, nữ hài giống như là nắm được một cọng cỏ cứu mạng cắn răng nói yên tâm trịnh dương bàn tay nhẹ nhàng vung lên lực lượng tường ca bao phủ trên người nữ hài lập tức bị chém đứt ngươi là ai tường ca hít mắt lại hắn chỉ có thời gian một nén nhang không nhanh một chút liền sẽ chết cái tên này từ nơi nào xuất hiện hơn nữa nhìn bộ dáng cùng tô phi phi có quan hệ không nói cho người khác biết để hắn trong lòng cảnh giác đại tăng ta là ai ngươi không cần biết ta chỉ muốn hỏi ngươi đã không thích vì sao muốn ở cùng với nàng hơn nữa xây dựng một tòa phủ đệ lớn như vậy trịnh dương nhìn qua ánh mắt không có bất kỳ cái gì chấn động tựa như phán quan khống chế sinh tử tu vi đạt tới cổ thánh chinh chiến vô số tâm tính sớm đã rèn luyện như sắt thép nếu không phải tô phi phi là người hắn đã từng chôn sâu trong tim là ước muốn của một thiếu niên hồn nhiên hắn cũng sẽ không tới đây ta thật sự thích nàng mới ở lại chỗ này, nếu không, thân phận của ta, làm sao có thể đợi tại một cái nho nhỏ vương quốc. Dừng lại một chút, tường ca nói. Vị này cùng người hạ độc kia ngồi cùng một chỗ, lại thêm tu vi nhìn không thấu, tùy tiện chặt đứt chân khí khống chế tô phi phi, ngu nữa cũng rõ ràng, tuyệt không phải kẻ phàm tục. Loại người này, lấy thực lực của hắn tuyệt không dám đắc tội. Thích nàng, trịnh dương cười nhạo, ưa thích, lại vì tính mạng của mình, không nói hai lời, liền mặc kệ sống chết của nàng. Audio điện tử võ tấn bền. Trước đó, hắn cũng cho rằng hai bên là chân chính ưa thích lẫn nhau, nếu thật là như thế, cũng không quan trọng, dù sao, hắn đã buông bỏ. Nhưng mà, đối phương vậy mà vì để bản thân sống sót, bất chấp Tô Phi Phi sinh tử, thậm chí trong mắt không có chút nào cảm thông cùng tình cảm, để hắn triệt để tức giận. Đây cũng không phải là ưa thích, mà là lợi dụng một cái đế quốc cường giả chạy đến vương quốc xây dựng như vậy lớn phủ đệ không vì tình cảm vậy thì khẳng định có toan tính âm mưu ta là thật tâm ưa thích tường ca vội nói không cần gạt ta thực lực của ngươi còn chưa đủ chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm trịnh dương cong ngón tay búng một cái a à hát một tiếng kêu thảm tường ca té ngã trên đất trong cơ thể kịch liệt đau đớn một đầu mồ hôi nước chỉ thoáng cái hắn liền rõ ràng cùng đối phương tranh lệch thực tế quá lớn muốn gợi yêu ta ít hắn một ý niệm mà thôi ngươi đến cùng là ai chúng ta có cái gì thủ oán nếu như chỉ là bởi vì nàng ta có thể trực tiếp cho ngươi hàm răng cắn chặt tay chỉ tô phi phi sinh mệnh trước mặt nữ nhân yêu mến cũng có thể đưa tặng huống chi một người hắn không có cái gì tình cảm cho ta trịnh dương vẻ mặt băng lãnh tựa như tuyết lạnh chẳng lẽ nàng trong mắt ngươi chỉ là một cái đồ vật có thể tùy tiện giao dịch chỉ là cái đồ vật có thể bảo mệnh tùy tiện liền có thể tặng người ta tường ca hàm răng run lên đối phương dưới sự phẫn nộ khí tức không có áp chế lập tức cảm thấy giống như là đối mặt với một cái hung thú to lớn một ý niệm liền có thể bị nghiền thành bột phấn không còn sót lại một chút cạn cái này tô phi phi hắn từng đặc biệt điều tra qua chỉ là một tiểu nhân vật sinh trưởng ở thiên huyền vương thành lúc nào toát ra một vị cường đại như vậy bằng hiếu. Hắn, tường ca bên này sợ tới mức run rẩy một bên tô phi phi trong mắt cũng lộ ra vẻ mê man. chương 3542, thân phận tường ca 2. Vị trịnh dương này hơn một năm trước, nàng đem đối phương xem thường thành tên liếm chó, điều ti, tùy tiện ném lên một đống, đều không thèm để ý chút nào, ai cũng nào ngờ, một năm sau, đạt đến loại tình trạng này thẩm truy hoàng đế cũng không dám đắc tội tường ca đối phương hét một tiếng liền bị dọa sắp chết là loại thực lực nào đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi gây ra mạng người lão sư sẽ tức giận thấy khí áp bên dưới vị tường ca này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tươi sống đẻ chết ngụy như yên ruỗi lưng một cái cười khanh khách nói ừm nghe được lão sư trịnh dương thả ra tinh thần lực thu hồi lại lực lượng lần nữa nhìn về phía trước mắt tường ca híp mắt lại chỉ cần ngươi nói thật, đừng nghĩ dở trò gian, hạ độc ngươi, là sư muội ta, nếu như lại muốn lừa gạt, ta cũng có thể tìm sư đệ, cho ngươi siêu hồn. Siêu hồn, thân thể run lên, tường ca vội vàng quay đầu nhìn về phía ngụy như yên cách đó không xa, thấy nàng cười khanh khách nhìn qua, lần nữa cứng đờ. Sư muội đều lợi hại như vậy, sư huynh chẳng phải càng thêm cường đại. Nói đi, chẳng muốn tiếp tục nói nhiều, trịnh dương lạnh lùng nhìn tới, đầu ngón tay nhất đạo lam nhạt quang mang không ngừng lấp lánh thật ra thì không cần siêu hồn hắn cũng có mấy trăm phương pháp làm cho đối phương nói thật chiến sư đường đường chủ nếu như ngay cả thẩm vấn năng lực đều không có thế nào cùng dị linh tộc đối chiến vài vạn năm mà không rơi vào thế hạ phong nhìn thấy đạo tia sáng này tường ca cảm giác chân khí toàn thân đều giống như bị đánh tan đồng dạng từng cơn đau đớn chỉ nhìn một cái liền có loại cảm giác này một khi đi vào trong cơ thể, nhất định sống không bằng chết. Biết tránh không khỏi, Tường Ca cắn răng, nói: "Ta tên Vân Tường, là một vị tầm bảo sư, trời sinh đối bảo vật liền mẫn cảm, những năm gần đây, một mực tại xung quanh các quốc gia thăm dò, tìm kiếm đủ loại bảo vật, cho nên tìm đến nơi này." Tầm bảo sư liếc mắt nhìn nhau, Trịnh Dương cùng Ngụy Như Yên riêng phần mình gật đầu. Tầm bảo sư bọn họ trước đó nghe nói qua, đại lục ở bên trên nổi danh nhất chính là thánh nhân vân gia. Quả thực có thủ đoạn người thường khó mà có được, có thể thuận lợi tìm tới bảo vật vị trí cụ thể. Đi qua thăm dò, ta phát hiện phía dưới nơi ở Tô Phi Phi, ẩn chứa năng lượng cường đại chấn động, hẳn là có một cái trí bảo thập phần cường đại, vì lẽ đó ta liền thảo luận muốn mua xuống tòa nhà của đối phương, bất quá. Ta là một ngoại nhân chạy tới mua sắm, hơn nữa tìm kiếm bảo vật, là cái trường kỳ quá trình, rất dễ dàng bị ngoại nhân phát giác, chọc ra phiền phức, vì lẽ đó. Liền nói dối coi trọng Tô Phi Phi, muốn cùng nàng song tê song phi. Vân Tường nói, có nàng làm che chở, bốn phía phòng ở mua lên cũng liền đơn giản, tất cả mọi chuyện đều thuận lý thành trương, vì che giấu tai mắt người, lúc này mới xây dựng phủ đệ to lớn. Tài không lộ ra ngoài, thực lực của hắn tại thiên huyền vương quốc, quả thực không người có thể địch, nhưng thông qua dò xét, phía dưới món bảo vật này, thực tế quá mức kinh người, một khi tiết lộ, đừng nói là hắn, coi như gia tộc của hắn cũng chưa chắc có thể chiếm thành của mình. Vì lẽ đó, lấy kết hôn làm lý do, bốn phía mua sắm nhà, xây dựng phủ đệ, sau đó bố trí ra đủ loại đại trận. Như vậy xem qua, đều cho là chỗ người ở, liền không có người hoài nghi. Người nói thích ta, chỉ là vì bảo vật. Nghe hắn nói ra lời này, một bên tô phi phi khuôn mặt trắng bệch, toàn thân vô lực, sụi lơ ngồi dưới đất lúc trước đối phương hoa ngôn xảo ngữ, lại thêm đủ loại bảo vật, để nàng mê mẩn tâm trí, còn tưởng rằng bản thân thật mị lực vô tận, bây giờ mới biết, đối phương mưu đồ căn bản cũng không phải là nàng, mà là bảo tàng phía dưới phòng ở. chương 3543, Bia Đá Kinh Khủng một Loại người chê nghèo yêu giàu như ngươi, dung mạo còn không bằng nha hoàn, thật cho rằng có thể để cho ta động tâm. Biết hiện tại cùng đối phương càng sạch sẽ càng tốt, vân tường hừ một tiếng nếu không phải là bởi vì bảo tàng phía dưới nhà của ngươi, ta như thế nào có thể cùng ngươi qua lại đến bây giờ? Đủ rồi. Trịnh Dương vung tay áo một cái. Bành. Ngực gặp phải trọng kích, vân tường bị bay ngược ra, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, hơi đỏ mặt, phun ra một ngụm máu tươi. Trịnh Dương hừ lạnh. Trả lời những gì ta muốn biết, chuyện không quan hệ, không cần nhiều lời. Vâng, vâng. Cô nén sôi trào ở ngực, Vân Tường biết đã triệt để rũ sạch liên quan, thở phào nhẹ nhõm, không còn dám nói nhảm. Bảo tàng là cái gì, ta cũng không biết, có điều, tiếp cận một năm khai quật, sắp đào được, chỉ là bốn phía trận pháp quá lợi hại, thực lực của ta còn thấp, tạm thời phá giải không được. Trịnh Dương nhíu nhíu mày, dẫn chúng ta đi qua xem một chút, có thể để cho cường giả thánh nhân vân ra, hao tổn phí lớn ở đây khai quật, cái gọi là bảo tàng hẳn là sẽ không đơn giản, đã biết, tự nhiên muốn đi qua kiến thức một hai. Vâng, Vân Tường vội vàng gật đầu. Mạng ở trong tay đối phương, không đáp ứng cũng không được. Giải trừ lực lượng áp chế trên người Vân Tường, Trịnh Dương, Ngụy Như Yên đi theo, Tô Phi Phi trần chờ một chút, cuối cùng cũng theo sát phía sau. Đi vào phủ đệ, quả nhiên thấy bố trí vô số ngăn cách khí thức trận pháp, đem chọn cái sân nhỏ bao phủ như thùng sắt, cái gì đều không thể tỏa ra thời gian không lâu đi tới một tòa hùng vĩ rộng lớn đại điện đẩy cửa tiến vào trong đó lúc này mới phát hiện toàn bộ mặt đất đều bị đào ra một cái động lớn phía dưới bạch cốt trắng xóa hoàn toàn tĩnh mịch vì bảo tàng người vậy mà g iota ít nhiều người như vậy híp mắt lại trịnh dương sát khí sôi trào chiến sư đường không chỉ đối kháng dị linh tộc nhân càng là muốn bảo vệ người bình thường bình an cái tên này vì bảo tàng thế mà trắng trợn chém g iota ít đã xúc phạm điểm mấu chốt của danh sư đường Không phải ta gờ yêu ta hết Đây là ta dùng tiền mời tới công nhân Ai biết Đào được một cái bia đá Chẳng biết tại sao Khi tức tiết lộ một chút Trong nháy mắt hơn 100 cái công nhân toàn bộ tử vong Ta không dám để tin tức tiết lộ Đành phải đem thi thể bọn hắn hóa thành bạch cốt Lưu ở nơi đây Vội vàng lắc đầu Vân tường một mặt lo lắng Công nhân gia đình Ta đều cho cực cao trợ cấp Ta tuy là muốn bảo tàng nhưng cũng tuyệt không dám lạm sát kẻ vô tội. Bia đá, biết những người này chết rồi cũng không làm gì được, nên tiếp tục đi tới kiểm tra, Trịnh Dương hỏi. Chính là ở dưới mặt đất đằng kia, ta đã phái 10 vị tử sĩ đi qua dò xét, ai biết đi đến đó liền chết, một điểm tin tức hữu dụng đều không có truyền tới, cụ thể chuyện gì xảy ra ta là thật không quá rõ ràng. Vân Tường một mặt đắng chát. Vốn cho rằng là kiện đại bảo vật, nằm mơ đều không có nghĩ đến, người chết càng nhiều đến bây giờ đâm lao thì phải theo lao muốn lui nhưng đã tiêu phí nhiều như vậy bỏ không được muốn tiếp tục nhưng không còn người nào dám đi dò xét lúc này mới đi tìm thẩm truy bệ hạ hy vọng có thể từ chỗ của hắn kiếm nhiều tử sĩ tới không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền gặp hai vị cường giả đi xuống xem một chút nghe được cái gọi là bia đá vậy mà làm chết nhiều người như vậy trịnh dương càng thêm hiếu kỳ ta thực lực quá thấp hai vị đại nhân vẫn là bản thân đi qua đi. Vân Tường sắc mặt trắng bạch. Chương 3544, bia đá kinh khủng 2. Những ngày gần đây, hắn vẫn luôn không có xuống, thật muốn đi, đoán chừng cũng giống như những người khác, biến thành bạch cốt. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Hừ lạnh một tiếng, Ngụy Như Yên bàn tay nhẹ nhàng nhấc lên, Vân Tường kêu thảm đều không có, liền theo sát sau lưng hai người, hướng về phía trước hố sâu bay đi. Cái hố sâu vài trăm mét phía dưới hiện đủ loại dạ minh châu, chiếu rọi giống như ban ngày. Đi tới đáy hố, một phòng nhìn quanh hai bên, Trịnh Dương cùng Ngụy Như Yên đồng thời nhíu nhíu mày. Cỗ khí tức này có chút kỳ quái. Sau một lúc lâu, Trịnh Dương gật đầu. Là cổ thánh. Ngụy Như Yên lên tiếng, quay đầu nhìn về phía bên người Vân Tường. Bia đá ở đâu? Ngay ở phía dưới này. Nuốt ngụm nước bọt, Vân Tường tay chỉ nơi cách đó không xa trịnh dương cũng cảm giác được chỗ này không đúng hít sâu một hơi trong tay bất ngờ xuất hiện trường thương nhẹ nhàng run lên phần phật một mảng lớn bùn đất lật lên ngay sau đó xuất hiện một cái to lớn bia đá bia đá điêu khắc hoa văn để cho người ta xem không hiểu có điều từng đạo mạnh mẽ sát lục chi khí không ngừng lan ra để cho người ta nhìn lên một cái liền đau đầu muốn nứt hai người cảm giác ứng được cổ thánh khí tức chính là ở chỗ này phát ra chính là cái bia đá này. Hai vị đại nhân, thực lực của ta quá yếu, đi trước. Vân tường bờ môi run rẩy cũng lại kìm nén không được, xoay người liền muốn chạy trốn. Có chúng ta ở đây, người không chết được. Nếu như chúng ta chết rồi, không có người giải độc, người cũng sẽ chết. Ngụy như yên một mặt lãnh đạm. Vân tường ra mặt co lại, biểu lộ muốn khóc, thân thể cứng ngắc, không dám tiếp tục động đậy. Đối phương nói không sai, hắn hiện tại thân chúng kịch độc, Hai người kia một khi chết rồi, hắn hẳn phải chết, mà kệ chạy trốn cũng vô dụng. Ta trước đi qua nhìn một chút. Hít sâu một hơi, trường thương ở trước ngực xoay tròn, trịnh dương hừ nhẹ, xảy bước hướng bia đá đi tới. Còn chưa tới đến trước mặt, lập tức cảm thấy một cỗ nồng đậm sát khí phá không mà đến, giống như là muốn đem đầu hắn lôi kéo thành hai nửa. Đổi lại cường giả đại thánh, chỉ sợ đều không chịu nổi, đầu hỗn loạn mà chết, nhưng mà hắn đã đạt tới cổ thánh càng là chiến sư đường đường chủ, đặc biệt tu luyện qua ý chí, dùng để đối kháng dị linh tộc nhân chân khí chém gỡ yêu ta Những khí tức này mặc dù nồng đậm, nhưng đối với hắn mà nói, còn không tạo được uy hiếp tính mạng. Mấy bước đi tới bia đá trước mặt, không biết nó thứ gì điều khắc mà thành, tản mát ra ôn nhuận quang mang, phảng phất cất giữ trong lòng đất vài vạn năm, đều không có mảy may tổn thương, tựa như mới điêu khắc. Đây là thời kỳ thượng cổ văn tự, ta nhận không ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ở phía trên, trịnh dương lắc đầu. Trên tấm bia đá điêu khắc đều là văn tự đặc thù ở thời kỳ thượng cổ, học thức của hắn có hạn, căn bản là không có cách nhận ra, đổi lại lão sư ở đây, có lẽ có thể rõ ràng. Kéo kẹt, kéo kẹt, thấy cái tên này lại dám vuốt ve bia đá, phân tường sợ tới mức hàm răng run lên. Hắn phái ra công nhân, tử sĩ, khoảng cách bia đá rất xa liền trực tiếp tử vong, trước mắt vị này vậy mà có thể đi tới trước mặt, thậm chí vuốt ve. Thực lực rốt cục mạnh đến mức nào? Người lợi hại như vậy, vì sao muốn đến thiên huyền vương quốc loại địa phương nhỏ này? Hắn nhận thức Tô Phi Phi, lại dùng thương, vị sư muội này, am hiểu hạ độc, chẳng lẽ? Đột nhiên thân thể cứng đờ, hai cái tên nhảy vào trong óc. Thân là hậu nhân của thánh nhân vân gia, mặc dù những năm này không ở nhà tộc, tin tức đối lập bế tắc, nhưng... Có một người, cùng hắn còn có rất nhiều sự tích liên quan đền đệ tử, vẫn là có chỗ nghe nói. Dường như, bọn họ đều là từ thiên huyền vương quốc đi ra. Chẳng lẽ trước mắt vị này, chính là vị thiên tài nhất chiến sư đường trịnh đường chủ? Chỉ biết là, họ trịnh, cũng không rõ ràng tên. Suy nghĩ kỹ một chút, hình như gọi trịnh dương. Tô Phi Phi là một cái nữ hài bình thường, để chiến sư đường đường chủ ưa thích. Cái này, vân tường trên đầu không ngừng đổ mồ hôi, yết hầu phát khô, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Trường 3545, thi thể khổng sư. 1. Không để ý tới vân tường sắp té xỉu, trịnh dương lông mày càng nhăn càng chặt, dọc theo bia đá dạo qua một vòng, nhìn về phía ngụy như yên cách đó không xa. Gật gật đầu, nữ hài trong mắt mang theo khẳng định. Không do dự nữa, trịnh dương hít sâu một hơi, lui về phía sau mấy bước, tay cầm trường thương bỗng nhiên điểm một cái. Phần phật không khí xuất hiện từng cơn sóng gợn, một thương cắm vào trong một chỗ hoa văn ở giữa tấm bia đá. Răng rác, thanh âm trận pháp bị xé rách vang lên, ngay sau đó bia đá đung đưa, mặt đất xuất hiện một vết rách to lớn, một đầu hẹp dài hướng phía dưới lan ra xuất hiện tại phía trước ở dưới thông đạo. Trong thông đạo, cũng không có mục nát khí tức, ngược lại cho người ta một loại cổ xưa âm trầm cảm giác, giống như là thông hướng địa ngục. Đi xuống xem một chút. Trịnh Dương là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhấc chân hướng phía dưới đi đến. Ngụy Như Yên theo sát. Trong thông đạo, âm u ẩm ướt, trước đó cảm thụ qua cổ thánh lực lượng lan ra, trên vách tường điêu khắc đặc thù phù văn, đem những khí thức này một mực khóa ở trong đó, tu vi không đạt tới cổ thánh, đứng trên mặt đất căn bản không cảm thấy được. Cái này hẳn là xây dựng ở thời đại của khổng sư. Vừa quan sát, Ngụy Như Yên vừa nói. Tuy là thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại cùng mới không có cái gì khác nhau, nhưng kiến trúc thủ pháp cùng trên vách tường phù văn loại hình, rõ ràng mang theo dấu vết của thời đại thượng cổ. Hẳn là thời đại kia xây dựng mà thành. Vừa nhìn vừa đi xuống phía dưới, tốc độ cực nhanh, đi tiếp cận nửa canh giờ, đi xuống mấy chục cây số, một cái to lớn thạch thất xuất hiện tại phía trước. Trịnh Dương đem trường thương để ở trước ngực, phòng bị xuất hiện biến cố, đồng thời cong ngón tay búng một cái, mấy cái dạ minh châu lập tức khảm nạm đến trên vách tường, đem bốn phía chiếu đèn đuốc sáng trưng là cái cung điện dưới đất đường kính hơn 40 mét, chính giữa một cái đá xanh điêu khắc thạch quan, đặt ngang trong đó, tản mát ra xa xăm khí tức. Liền một cái quan tài. Ngụy Như Yên tràn đầy nghi ngờ. Xây dựng một cái địa đạo hướng phía dưới lan ra mấy chục cây số, bia đá phong cấm tất cả khí tức, chỉ là vì khóa lại một cái quan tài. Cái này có chút kỳ quái đi. Cũng không nhiều lời, trịnh dương chậm rãi tới gần, vừa định dùng trong tay trường thương, phá vỡ quan tài, Đột nhiên bàn tay chấn động, một cỗ to lớn hấp lực từ quan tài bên trong sinh đi ra. Ông Trường Thương đi tới thạch quan trước mặt, nhẹ nhàng thoáng một cái, bái xuống dưới. Làm sao vậy? Ngụy Như Yên vội vàng đi tới trước mặt, toàn thân khí độc lan ra, dường như vừa nhìn thấy không đúng, tự tùy lúc đều sẽ tán ra. Ta Trường Thương, nhận lấy thương ý quấy nhiễu, hình như trong quan tài có cao thâm hơn thương đạo chân giải. Trịnh Dương nói, hắn trường thương tuy không phải là cổ thánh trí bảo, nhưng nhận bản thân thương ý hun đúc, đối mặt chân chính cổ thánh trí bảo, cũng sẽ không yếu quá nhiều, dù vậy, vẫn như cũng bị quan tài hút đi qua, rõ ràng trong đó nắm giữ càng cường đại hơn chân dài, để trường thương trong tay kìm lòng không được thần phục, thậm chí liền năng lực phản kháng đều không có. So người thương pháp đều muốn lợi hại hơn. Ngụy Như Yên khó tin. Vị sư huynh này của nàng, được lão sư truyền thừa, đối thương pháp lý giải, đã sớm đạt đến chân giải tình trạng, có thể xưng đương thời người thứ hai, dù vậy, đều không chống lại được, trong quan tài đến cùng là cái gì, nắm giữ uy lực cường đại như thế. Mặc kệ là cái gì, mở ra nhìn một chút mới có thể biết. Sư muội một lát nữa ngươi và ta đồng loạt ra tay, cưỡng ép vén lên. Trịnh Dương nói, chương 3546, thi thể khổng sư. Hai, Ngụy Như Yên gật đầu đồng ý, hai người hai bên trái phải, phân biệt đứng tại thạch quan hai bên. Liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình cho đối phương một ánh mắt, Trịnh Dương cùng Ngụy Như Yên đồng thời lông mày nâng lên, riêng phần mình hướng về phía trước bắt tới. Hai người đều là cường giả cổ thánh cấp, lại trải qua trương huyền hơn một tháng đơn độc chỉ điểm, lực lượng sớm đã đạt đến làm người ta kính sợ, tích huyết trùng sinh cấp bậc cổ thánh đều khó mà chống lại, huống chi một cái quan tài. Kẹt kẹt, một tiếng chói tai vang lên, quan tài xuất hiện một vết nứt, một đạo mạnh mẽ khí tức thẳng tắp phóng lên trời giống như muốn đem địa quật đều đánh nát trịnh dương bàn tay vồ một cái đem cô khí tức này phong ấn lại không cho tiết lộ mảy may lúc này mới chậm rãi hướng về phía trước cổ thánh khí tức hủy thiên diệt địa dù là tiết lộ một tia đều sẽ hủy diệt vô số cô khí tức này đối bọn hắn tới nói tiện tay có thể diệt tiết lộ đến thiên huyền vương thành toàn bộ thành thị đều có thể bị trực tiếp hủy diệt đi tới trước mặt đồng thời hướng thạch quan nội bộ nhìn lại chỉ thấy nằm ngang một cỗ thi thể không nhúc nhích tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng là cổ thánh thi thể hai người lông mày đồng thời nhảy dựng cũng chỉ có cổ thánh sau khi chết thi thể mới có uy lực như thế có thể làm được vạn năm bất hủ dung mạo không thay đổi đây là trịnh dương nhìn kỹ hướng thi thể sau một lúc lâu nhớ tới cái gì khuôn mặt trắng bệch nhịn không được lui về phía sau mấy bước làm sao vậy ngụy như yên nghi ngờ sư huynh muội ở trung lâu đối cái tên này cũng biết rất rõ ràng từ trước tới nay không sợ trời không sợ đất tùy ý làm bậy làm sao thấy được một cái thi thể bộ dáng này hắn là hắn là nhiễm cầu cổ thánh nắm đấm siết chặt trịnh dương thân thể cứng ngắc nhiễm cầu cổ thánh khổng sư môn hạ chiến lực đệ nhất chiến sư đường khai phái tổ sư ngụy như yên sững sờ đúng thở ra một hơi Trịnh Dương ổn định ở hỗn loạn tâm cảnh. Nhiễm cầu cổ thánh là khổng sư môn hạ, thập hiền một trong, ngoại trừ khổng sư là cường đại nhất cổ thánh, cũng là chiến sư đường khai phái tổ sư. Lúc trước thời điểm kế thừa vị trí đường chủ cùng vị trí chiến tử, từng đặc biệt quỳ lại qua một cái tượng, cùng thi thể trước mắt này giống nhau như đúc, bởi vậy chỉ nhìn thoáng một cái liền nhận ra được. Một trong môn đồ khổng sư đắc ý nhất, thiên hạ đệ nhị cổ thánh, vậy mà chết ở chỗ này đây là bất kỳ thư tịch đều không có ghi lại. Khó trách hắn trường thương gặp được quan tài, trực tiếp quỳ mọp xuống đất, nhiễm cầu cổ thánh dùng vũ khí chính là trường thương, lòng cốt thần thương đúng là hắn luyện chế mà thành. Có thể luyện chế ra cường đại như thế vũ khí, đối thương pháp lý giải có thể tưởng tượng được, tuyệt đối so với hắn cũng cao hơn không biết bao nhiêu. Sư muội ta ở đây bảo vệ, người nhanh đi báo tin cho lão sư. Nắm đấm siết chặt, trịnh dương khôi phục lại, xoay người dặn dò. Nơi này xuất hiện cường đại như thế cổ thánh thi thể, lấy bọn họ kiến thức cùng lý giải, đã không có biện pháp gì, chỉ có tìm lão sư để hắn làm chủ. Ừm. Ngụy Như Yên cũng rõ ràng đạo lý này, thân thể mềm mại thoáng một cái, thẳng tắp hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Thấy nàng rời đi, Trịnh Dương dọc theo quan tài chậm rãi đi vòng qua, muốn cẩn thận chiêm ngưỡng thoáng cái vị tiền bối khai sáng chiến sư đường, đột nhiên nghe được một tiếng. Kéo kẹt, kéo kẹt. Tiếng lò xo truyền đến ngay sau đó lại một cái lối đi từ quan tài phía dưới chậm rãi hiện lên trần chờ một chút trịnh dương vội vàng hướng phía dưới đi vào vừa mới đi vào lần nữa nghe được một thanh âm vang lên kẹt kẹt thanh âm vang lên trên đầu mất đi quang minh thông đạo vậy mà tại trong nháy mắt đóng lại nhíu nhíu mày trịnh dương lấy ra một cái dạ minh châu chiếu sáng bốn phía hướng phía dưới đi đến sau mấy bước phía trước lại xuất hiện một cái đại sảnh rộng lớn trước mắt vẫn giống như cũ nằm ngang một cái quan tài cùng trước đó bố cục giống nhau như đúc cắn răng một cái lần nữa mở ra nắp quan tài một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hướng về phía trước để nhìn rõ ràng hình dáng thi thể trịnh dương ra đầu đột nhiên nổ tung kìm lòng không được liên tục lui về sau vài chục bước sống lưng đụng vào trên tường đều không có để ý không biết qua bao lâu lẩm bẩm thanh âm mới từ cổ họng chậm chạp phun ra khổng khổng sư chương 3547, khổng sư chết rồi. Một, nằm tại bên trong quan tài, không phải người khác, lại là vạn thế chi sư sừng sướng vạn cổ đứng đầu danh sư đường, khổng sư. Hắn không phải phi thăng tới vị diện cao hơn sao? Làm sao sẽ chết ở đây? Trịnh Dương chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, không dám suy nghĩ nhiều, sợ nghĩ quá nhiều, sẽ dẫn đến toàn bộ danh sư đường trong tâm đều ầm ầm sụp đổ. Khổng sư, là trụ cột tinh thần của danh sư đường, từ khi mất tung tích, tất cả mọi người đều tưởng hắn phi thăng đến thế giới cao hơn, thành thần, thành tiên, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại chết ở đây, giống như bức tượng đứng sừng sững ở bên ngoài, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, tựa như đang giảng bài. Hình như thời điểm đang giảng bài, liền bị người chém gỡ yêu ta Hắn có loại thực lực này, đến cùng ai có thể gỡ yêu ta chết được? Là ai đem hắn an táng ở đây, liền danh sư đường, chưa tử bách ra, đều hoàn toàn không biết. Trái tim nhanh chóng nhảy lên, trịnh dương yết hầu phát khô, muốn nói cái gì, nhưng một câu đều nói không ra, đành phải khoanh chân ngồi dưới đất, động cũng không dám động. Nhìn thấy thi thể nhiễm cầu cổ thánh, chỉ là có chút khiếp sợ, nhưng lúc này nội tâm tràn ngập sự kinh hoàng. Trên đời này, ai cũng có thể chết, nhưng xuất hiện tin tức khổng sư ngã xuống. Tuyệt đối sẽ làm tín nhiệm của vô số người ầm ầm sụp đổ. Trong lúc nhất thời, trong lòng tràn đầy hoảng hốt, không biết như thế nào cho phải. Chờ lão sư tới liền rõ ràng. Giấy ruộng đứng dậy, trịnh dương không dám suy nghĩ nhiều. Đi theo lão sư nhiều năm, hắn biết, khó khăn sự tình, ở trước mặt lão sư, cũng không tính là gì, hắn đã không nghĩ ra, an tâm chờ đợi là tốt rồi, vừa định dọc theo thông đạo rời đi, dưới chân đột nhiên cứng đờ. Giống như là bị cái gì lực lượng bao phủ, mắt tối sầm lại. Phù phù. Trịnh Dương không còn chi giác. Ngồi trước gian phòng giảng bài, Trương Huyền Tâm cảnh thản nhiên, suy nghĩ ngày càng sâu xa. Hắn kiếp trước chỉ là cái phổ thông nhân viên quản lý sách báo của trường cao đẳng, nằm mơ đều không có ngờ đến, sau khi chết vậy mà xuyên qua đến một cái thế giới khác. Thời điểm vừa tới, nội tâm tràn đầy bàng hoàng cùng mê man, không biết nên làm gì, chỉ nghĩ có thể sống đủ tốt là được. Hiện tại xem như triệt để vững chắc, phù hợp với thế giới này trở thành một phần tử trong đó. Xuyên qua, trùng sinh, thân mang thiên đạo thư viện. Chậm chạp dung hợp kiếp trước cùng kiếp này, một loại cảm xúc không hiểu xuất hiện, Trương Huyền trong lòng có điều ngộ ra, dường như lực lượng vượt qua thiên đạo bắt đầu nảy sinh, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm rách mặt đất chui ra. Ngay lúc đang cảm ngộ, liền nghe được một thanh âm rồn dập vang lên ở bên tai, từ từ mở mắt, ngay sau đó thấy được thân ảnh của Ngụy Như Yên. Người nói, phát hiện thi thể nhiếm cầu cổ thánh. Nghe xong lời nói của đối phương, Trương Huyền đột nhiên đứng dậy. Nhiếm cầu cổ thánh, một trong những vị đệ tử thực lực mạnh nhất của khổng sư, tồn tại vẫn luôn làm hắn kính ngưỡng, làm sao lại chết ở chỗ này, hơn nữa thi thể chôn giấu mấy chục cây số dưới đất. Đi qua nhìn một chút, suy nghĩ tiếp cũng không có kết quả, liền theo sát sau lưng ngụy như yên, thẳng tắp phương hướng thi thể bay đi, không lâu sau liền vào được cung điện dưới đất, thấy được quan tài nhìn kỹ một cái mày cau thật chặt nhìn dung mạo cùng khí tức đúng là cổ thánh thời điểm ở bạch khê sơn từng nhìn thấy cổ thánh tàn hồn xem như có duyên gặp mặt một lần thi thể trước mắt này cùng lúc trước gặp giống nhau như đúc không kém chút nào xem ra ngụy như yên nói không sai đây chính là thi thể của hắn ngươi đến xem đi cổ tay rung lên lòng cốt thần thương hóa thành một đầu thần long huyền phù ở trên không cúi đầu nhìn về quan tài ở phía dưới lắc người một cái, trực tiếp rơi trên mặt đất. Chủ nhân, thanh âm nghẹn ngào, thân rồng to lớn, không ngừng run dày. chương 3548, khổng sư chết rồi. Hai, nó là do vị trước mắt luyện chế thành, vốn cho rằng đã sớm đi theo khổng sư phi thăng, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, thi thể lưu tại nơi này, không còn hô hấp. Xem ra là thật, gặp long cốt thần thương xác nhận, trương huyền lần nữa cau mày, nhìn về phía nữ hải bên người. Trịnh Dương đâu? Đồ Nhi cũng không biết, sư huynh lẽ ra nên ở đây. Ngụy Như Yên cũng sững sờ. Đã để cho mình đi báo tin tức, hắn nên ở đây bảo vệ, vì sao ngay cả cái bóng người đều không có? Trương Huyền nhìn quanh một vòng, cũng không phát hiện tung tích Trịnh Dương, lúc này mới đi tới phía trước thi thể nhiễm cầu cổ thánh, bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái. Muốn làm rõ, biện pháp tốt nhất chính là nhờ thư viện. Thiếu Hụt, thư viện chấn động ngay sau đó trương huyền liền lắc đầu không có tạo ra thư tịch cũng không biết nguyên nhân bởi vì thi thể của đối phương hay là nơi đây tồn tại lực lượng ngăn cách thiên đạo hẳn là nơi này nắm giữ lực lượng ngăn cách thiên đạo trương huyền nhìn quanh hai bên một vòng thi thể hắn cũng dò xét qua nhiều nhất dò xét không ra khi còn sống nhưng phát giác đẳng cấp các loại rất dễ dàng điểm ấy cùng bảo vật dò xét có chút tương tự hiện tại sách cũng không có xuất hiện nói rõ nơi này ngăn cách thiên đạo nguyên nhân là như vậy mới để cho vô số thiên cơ sư đều suy tính không ra thậm chí cũng không biết vị đệ tử đệ nhất chiến lược của khổng sư chết ở nơi này nơi này là thượng cổ tri địa nghe nói không có trải qua cùng dị linh tộc nhân chiến đấu tẩy lễ có một phần tỷ lệ có thể khôi phục huyết mạch bị suy giảm thi thể nhiễm cầu cổ thánh ở nơi này có phải hay không có thuyết pháp gì khác càng nghĩ càng thấy kỳ lạ trương huyền rơi vào trầm tư cổ địa, ngoại trừ linh khí mỏng manh, không thích hợp tu luyện bên ngoài, có quá nhiều chỗ thần kỳ, thi thể nhiễm cầu cổ thánh, vậy mà cũng ở nơi đây phát hiện, bản thân cũng xuyên qua ở nơi đây, có hay không có cái gì liên quan. Minh Lý chi nhãn vận chuyển, Trương Huyền lần nữa dọc theo quan tài dạo qua một vòng. Phía dưới này còn có thông đạo. Lông mày dương cao một cái, đột nhiên ở một chỗ, dẫm một cước ra. Kẹt kẹt, quan tài di động, cùng giống với thời điểm trịnh dương vừa rồi, một cái dưới đất thông đạo chậm rãi xuất hiện ở phía trước. Cùng Ngụy Như Yên liếc mắt nhìn nhau, Trương Huyền không trần chờ chút nào, nhấc chân đi vào. Nữ hài theo sát phía sau. Cái thứ hai thạch thất cùng cái thứ nhất bố cục hoàn toàn tương đồng, chỗ đặt quan tài cũng giống nhau như đúc, cho người ta một loại cảm giác cổ xưa minh mông. Trong phòng rỗng tuếch, một bóng người đều không có. Lão sư, Trịnh Dương sư huynh hình như đi qua nơi này. Nhìn quanh một vòng, Ngụy Như Yên đột nhiên nói: hắn tới qua. Trương Huyền nhìn qua. Ừm, trên vách tường có dấu vế do người đụng ra, nhìn hình dạng hẳn là sư huynh lưu lại. Ngụy như yên tay chỉ một phía. Trương Huyền vội vàng nhìn lại, quả nhiên trước mắt thấy một cái cái hố thật sâu xuất hiện trên vách tường, hình dáng cùng trịnh dương không kém bao nhiêu, đoán không sai, hẳn là hắn dùng sống lưng đụng ra. Quả nhiên tới qua, hẳn là thấy được thi thể bên trong quan tài, cảm thấy sợ hãi, mới tạo thành. Liếc mắt nhìn, Trương Huyền liền phân tích ra được, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Đến cùng trong quan tài có cái gì, có thể so với thi thể nhiễm cầu cổ thánh mang tới cảm xúc còn muốn kinh hoàng hơn. Mở ra nhìn một chút. Cũng kìm nén không được nữa, Trương Huyền hai bước đi tới, bàn tay phát lực. Kẹt kẹt, nắp quan tài chậm chạp mở ra, một bóng người chậm rãi xuất hiện, yên tĩnh an lành, giống như là vừa mới cắt đứt hô hấp. Đồng tử co rụt lại, Trương Huyền toàn thân siết chặt. Thi thể xuất hiện trong quan tài lại là Trịnh Dương, chương 3549, bình Chướng kiên cố 1. Nằm trong quan tài, Trịnh Dương khóe miệng mỉm cười, thi thể mang theo nhiệt độ, hình như vừa mới cắt đứt hô hấp. Sư huynh, khí độc nồng đậm từ trong lỗ chân lông tràn toàn thân tràn ra, Ngụy Như yên mái tóc nâng lên. Nàng là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, tuy là vừa rồi đem Trịnh Dương nói chết, nhưng khi nhìn thấy thi thể, đầu óc như bị xé rách. Nếu biết hung thủ là ai, tuyệt đối sẽ không chút do dự xông lên, đem tên đó xé thành mảnh nhỏ. Khống chế lại cảm xúc, Trương Huyền khẽ quát một tiếng. "Vâng." Nghe được lời nói lão sư, Ngụy Như Yên khôi phục lại, nhìn về phía thi thể bên trong quan tài, thân thể vẫn như cũ không ngừng run rẩy. "Đây không phải Trịnh Dương." Trương Huyền thanh âm tiếp tục vang lên. Hắn nhìn qua một cái cũng giật nảy mình, còn tưởng rằng Trịnh Dương thật chết, nhưng nhìn một hồi lập tức cảm giác được không đúng bởi vì quá chân thực trước mắt thi thể cùng trịnh dương khi còn sống giống nhau như đúc trên thực tế người thường sau khi chết tinh thần lực bị cắt đứt người mạnh hơn cũng không hoàn toàn tương đồng huống chi trịnh dương thân là đệ tử của hắn đối với đối phương vô cùng quen thuộc cho dù hắn chết cũng sẽ không bình thản như vậy dù có người mạnh hơn hắn cũng sẽ bị cắn xuống một khối xương mấu chốt nhất là trong cơ thể đối phương có thiên đạo chân khí hắn lưu lại không có người có thể trong vô thanh vô thức đem hắn gỡ yêu ta chết, để hắn cảm giác không ra. Không phải sư huynh, vậy cái kia. Sừng sốt một chút, ngụy Như Yên tràn đầy nghi ngờ. Trước mắt bộ thi thể, bất luận mắt thường quan sát, bàn tay chạm đến, đều là rồng sư huynh, không có bất kỳ cái gì khác biệt, nếu như không phải, này sẽ là ai? Hẳn là ảo giác, một loại huyễn thuật có thể làm cho người tới đây nhận không ra thật giả, có thể lừa cả cảm giác nhíu nhíu mày, Trương Huyền ở thạch thất bên trong đi tới đi lui. Thi thể Trịnh Dương xuất hiện ở trước mắt, hắn cũng nhìn không ra sơ hở, phát hiện không ra là ảo giác. Bất quá cảnh tượng trước mắt, quá chân thực, chân thực đến mức thư viện, đều không thể phát giác. Ảo giác, liếc mắt nhìn hai phía, ngụy Như Yên lại tại trên mặt bấm một cái. Đau, lòng cốt thần thương, Trương Huyền hô khẽ một tiếng. Phần Phật, thần thương từ thông đạo bay đi vào, trường thương trong tay, Trương Huyền lập tức cảm thấy bản thân có sức mạnh vô cùng vô tận đang lan ra, mũi thương nâng lên, đối quan tài trước mắt đâm tới. Âm ầm thoáng cái quan tài liền bị xuyên qua, thạch thất trước mắt giống như là bọt biển, trong nháy mắt tiêu tán, sau một khắc liền thấy trịnh dương chân chính nằm nghiêng ở góc tường, không nhúc nhích, hẳn là ngất đi. Trước mắt cũng không phải là thạch quan, mà là một cái bình chướng giống như tấm gương to lớn. Hai người tựa như đi vào thế giới trong gương, nhận không ra chân thực vẫn là hư ảo thật sự là ảo giác nói cách khác thi thể của nhiễm cầu cổ thánh cũng là giả lão chủ nhân cũng không tử vong đâm rách ảo giác lòng cốt thần thương thanh âm mang theo hưng phấn vang lên nhìn thấy thi thể lão chủ nhân xuất hiện ở trước mắt nhận xung kích thực sự quá lớn đây đều là ảo giác có thể hay không cỗ thi thể kia cũng là giả thi thể nhiễm cầu cổ thánh hẳn là thật bởi vì thi thể của hắn lực lượng mạnh mẽ mới có thể làm ra loại ảo giác này. Nếu như là giả, không có khả năng giấu giếm thiên đạo." Trương Huyền lắc đầu, không muốn để Long cốt thần thương đau lòng, nhưng sự thật chính là sự thật. Lúc đâm rách hư ảo, hắn đã hiểu được, một đại trận để hắn đều không nhận ra, thậm chí thiên đạo đều có thể giấu giếm, nhất định phải có đầy đủ lực lượng duy trì, mà cái này trận tâm chính là thi thể nhiễm cầu cổ thánh. Chương 3550, bình Trướng kiên cố 2 cũng chỉ có vị thiên hạ đệ nhị thánh thực lực gần với khổng sư mới có loại năng lực này lấy giả đánh cháo chính mình cũng trong thời gian ngắn không có phát hiện chẳng qua hắn dù sao cũng là người thông minh thiên đạo thư viện không cách nào điều tra liền biết nhất định có đồ vật ẩn giấu đi lại thêm thi thể trịnh dương xuất hiện muốn không phát hiện vấn đề cũng khó khăn cổ thánh thật đã chết rồi đặt mông ngồi dưới đất cốt long nói không ra lời thi thể là thật cũng đại biểu thật sự đã chết rồi. Có phải chết thật hay không, còn khó nói, thi thể là thật, không có nghĩa là là thật sự đã chết. Giống như Dung Hoàng, thi thể đều đã chôn cất, Tu Vi cũng chuyển cho Lưu Dương, là chết thật, nhưng linh hồn lại bị thần linh tới từ thượng thương cứu đi, không có nghĩa là không cách nào phục sinh. Trương Huyền nói, Tu Vi đến nhiễm cầu cổ thánh bậc này, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Ngoan nhân vỡ thành xương cốt, cũng có thể phục sinh, huống chi nhiễm cầu cổ thánh. Thi thể liền xem như là thật, chỉ cần linh hồn bất diệt, cũng không thể xương tử vong. Cái này, nghe được giải thích như vậy, lòng cốt thần thương ánh mắt có chút mê man khôi phục lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên đem trịnh dương tỉnh lại, để hắn có loại thực lực này đều hôn mê, nhất định là xảy ra chuyện gì. Ngón tay một chút, một đạo chân khí hòa vào trong cơ thể trịnh dương, một lát sau, mới chậm chạp tỉnh lại hắn người học sinh này, sức chiến đấu kinh người, ý chí càng là mạnh mẽ đáng sợ, như vậy đều bị làm bất tỉnh, khẳng định là nhận lấy kích thích, tâm cảnh xuất hiện kịch liệt chấn động. Lão sư, hơi đỏ mặt, trịnh dương đi tới trước mặt. Nơi này địa cung, đến cùng sư huynh người phát hiện cái gì, sau đó hôn mê bất tỉnh. Ngụy như yên nhịn không được, hỏi. Ta, xoa xoa đầu, trịnh dương trần chờ một chút, hơi đỏ mặt. Ta thấy được quan tài giống như tầng trên, mở ra xem bên trong chứa thi thể của khổng sư thi thể khổng sư trương huyền nhíu mày bọn họ nhìn thấy chính là thi thể trịnh dương mà trịnh dương nhìn thấy lại là thi thể khổng sư giữa hai bên có hay không cái gì đó liên hệ mặc kệ có liên hệ hay không có lẽ đều liên quan đến bình chướng trước mắt nghĩ một lát thủy trung nghĩ mãi mà không rõ trương huyền biết nơi này khẳng định liên quan đến khổng sư hắn bây giờ cách đối phương còn một đoạn nghĩ mãi không rõ cũng rất bình thường, lúc này không nói thêm nữa, ngẩng đầu nhìn về bình chướng to lớn cách đó không xa. Thật muốn có đáp án, khẳng định ở phía sau bình chướng, hiện tại chính là như thế nào mới có thể tiến vào bên trong. Thử một chút, lông mày nâng lên, nắm chặt long cốt thần thương trong tay, quát khẽ một tiếng, đâm tới. Phần phật, trường thương xé rách không gian, đem thiên địa đều phá vỡ, trong tiếng thét gào, đi tới trước mặt bình chướng. Âm, uhm một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn tới thân thể trương huyền cứng đờ bay ngược ra sống lưng trùng điệp đâm vào trên vách tường khuôn mặt trắng bệch khí tức có vẻ hơi phù phiếm chỉ thoáng cái liền bị thương không nhẹ vậy mà không được trương huyền ngạc nhiên phối hợp với long cốt thần thương lúc trước gặp vị thần linh cũng có lực đánh một trận toàn lực đâm một cái bình chướng bình thường vậy mà một chút cũng không có hao tổn ngược lại đem hắn chấn sắp hộp máu quá lợi hại đi bình phong này đến cùng là cái gì đáng sợ như thế chủ nhân ta đi thử một chút ngay đang tấm tắc làm kỳ lạ thanh âm ngoan nhân trong đầu vang lên tốt trương huyền gật đầu cổ tay khẽ đảo đem hắn phóng ra cái tên này không xương hoàn chỉnh lại thêm luyện hóa áo tơi sức chiến đấu đã có thể so với phá toái hư không sơ kỳ hắn ra tay có lẽ thật có thể phá vỡ bình chướng ngay cả mình đều không thể giao động Chương 3551, muốn cho thiên địa làm lão sư một. Một bàn tay thô to từ trong thư tịch đưa ra ngoài, làm toàn bộ địa cung đều không ngừng lay động, tựa như động đất, ngón tay thô to bỗng nhiên chỉ vào bên trên bình chướng. Âm. Um, sóng khí cuồn cuộn quét qua, đám người Trương Huyền kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, lần nữa nhìn lại, chỉ thấy bình chướng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, không có một chút tổn thương, mà ngoan nhân năm ngón tay đồng thời toác ra máu tươi chủ nhân, ta thử lại lần nữa. Một trường không có phá vỡ, ngoan nhân có chút khó xử, mở miệng lần nữa. Không cần, người lại ra tay, đoán chừng địa cung đều sẽ sụp đổ. Trương Huyền lắc đầu. Hiện tại địa cung không còn vững chắc nữa, lại tiếp tục, nhất định không chịu nổi, tuy là thực lực của bọn hắn, may may sẽ không bị đả thương, nhưng nhất định sẽ làm cho người bình thường ở thiên huyền vương quốc gặp phải liên lụy. Lực lượng cổ thánh cường giả quá lớn, huống chi đã là phá toái hư không cảnh hơi không cẩn thận dù là tiết lộ một tia cũng đủ làm cho phạm vi mấy vạn dặm phạm vi biến thành địa ngục vậy làm sao bây giờ không thể ngạnh công khẳng định còn có những biện pháp khác với lớp bình phong này ngươi người đã đạt tới phá toái hư không đều không cách nào phá mở từ xưa đến nay cũng chỉ có khổng sư mới có thể bố trí ra biết điểm ấy còn lại liền dễ dàng trương huyền cười cười để ngoan nhân ra tay chỉ là thử một chút bình phong này đến cùng có thể thừa nhận lực lượng mạnh cỡ nào, đã thử qua thì cũng đã biết được, cùng khổng sư liên quan. Tiến về phía trước một bước, hít một hơi thật sâu, lực lượng thiên nhận danh sư trong cơ thể, hướng về trước tiến vào. Đều là thiên nhận danh sư, có lẽ có thể mở ra ràng buộc trước mắt. Ông, lực lượng tràn vào trong đó, bình chứng đột nhiên lay động, vô số kiến thức cùng cảm ngộ đối dạy học, tràn vào trong đầu, để hắn trong nháy mắt đối chức nghiệp danh sư, Lý giải càng sâu, đối thân phận lão sư, càng thêm trầm mê. Hình như trong nháy mắt, lý niệm của Khổng sư đối với việc dạy học sinh truyền vào trong óc. Lấy thiên địa vi sư, có nội tâm chân chính, quy về tự nhiên, tuân theo vạn vật. Thanh âm truyền vào trong óc, giống như lại ý niệm, cũng giống như là lĩnh ngộ của mình. Thiên nhận danh sư, là danh sư được thiên địa công nhận, sư tòng quy về thiên địa, lấy thiên đạo làm thầy, cất bước là đơn giản, nhưng muốn vượt qua độ khó lớn, có thể tưởng tượng được. Liền giống như đám người lưu dương, trịnh dương, muốn vượt qua bản thân hắn, cơ hồ cả đời này đều không có khả năng. Không phải bọn họ yếu, mà là công pháp tu luyện, toàn bộ do hắn truyền thụ, ở trong tâm mọi người tạo thành hình thức cố định, vượt qua hắn, tương đương với lật đổ tất cả thành quả tu luyện trước đó. Môn đồ khổng sư khắp thiên hạ, ba ngàn người nổi danh, nhưng không một người vượt qua thầy, đạt tới tới thành tựu giống nhau cũng không có một cái, từ đó có thể biết được độ khó. Ta hiểu, ta là danh sư được thiên địa công nhận, tương đương với lấy thiên địa làm sư, vì lẽ đó. Muốn lĩnh ngộ thứ vượt qua thiên đạo pháp tắc, gần như không có khả năng. Đã như vậy, ta vì sao muốn nhận thiên địa vi sư? Chấn động trong lòng, trương huyền giật mình, cả người như thể hồ quán đỉnh. Nhận người vi sư, không cho phép ta đột phá, vậy ta liền làm. Thiên địa lão sư, đột phá cổ thánh, mượn thương đạo chân giải, đao đạo chân giải, thậm chí quyền đạo chân giải, đều có thể làm được, nhưng có điều, một khi hoàn thành, lực lượng liền dừng lại, lại nghĩ về phương diện của hắn, tìm một con đường thuộc về mình, gần như không có khả năng. Nguyên nhân chính là như vậy, Trương Huyền mới một mực tìm kiếm thứ thuộc về chính mình, không ngừng áp chế tu vi, hơn hai tháng đều không có sung kích. Mà bây giờ, trong lòng hiểu ra, rốt cục có phương hướng. Thân phận của hắn là thiên nhận danh sư, thu hoạch được thiên địa công nhận cũng liền chứng minh thiên địa là có linh. Đã như vậy, vì sao muốn để nó công nhận, mà không phải để nó bái mình làm sư? chương 3552, muốn cho thiên địa làm lão sư hai Lấy thiên địa làm thầy, cuối cùng phải bị giam cầm ở dưới thiên địa, mãi mãi cũng không cách nào vượt qua, mà làm thiên địa sư, vừa bắt đầu liền đứng ở cực điểm, cổ thánh cũng liền có thể ung dung có thể bước ra. Bất quá, muốn làm thiên địa sư, cũng không có đơn giản như vậy, cần hiểu rõ thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa, biết thiếu sót của nó, chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành thụ nghiệp. Đương nhiên càng quan trọng hơn là từ bỏ thân phận Thiên nhận danh sư. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh xác định phương hướng, lông mày nâng lên, lực lượng Thiên nhận danh sư trong cơ thể lập tức phóng thích ra. Muốn chứa hoàng kim, phải đem bạc trong túi ném đi. Thiên nhận danh sư, đối với người khác mà nói, mơ đều không thấy, đối với hắn mà nói bỏ qua liền bỏ qua không tính là gì hắn dựa vào là sự cố gắng phấn đấu phẩm cách ưu tú cùng nội tâm bất khuất trời nhận danh sư ha ha mây trôi mà thôi tâm cảnh trầm ổn thiên nhận danh sư năm lần hấp thụ lực lượng trong nháy mắt tỏa ra một cỗ khí tức mạnh mẽ bắn ra dọc theo mặt đất liền sông lên phía trên bay thẳng thiên không một cái nháy mắt trên không trung nổ tung hóa thành hàng tỷ khí lưu hướng bốn phía tán loạn thiên nhận danh sư thiên địa công nhận, kèm theo lực lượng tỏa ra, trương huyền như thiên địa hóa thân, ý niệm lơ lửng trên bầu trời, thừa nhận thiên đạo đẻ ép cùng lôi kéo, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Bạch Giang Đế Quốc, danh sư đường. Sư tri đạo, truyền ngôn phải lấy tâm của bản thân đi dạy học, khổng sư sở dĩ có thể truyền đạo thiên hạ, là có tâm dạy học không cần hồi báo, thiên địa là công nhận lòng dạ, làm danh sư, các người cũng là lấy truyền đạo học nghề. Bản thân phải nhớ rõ trách nhiệm, đem lực lượng nhân loại, truyền thừa tiếp, vạn cổ bất diệt. Phong sư điện phía trước, một nhóm danh sư mới khảo hạch thông qua, đứng tại trước điện, một cái lão giả nhìn quanh một vòng, vẻ mặt nghiêm túc. Đúng, rất nhiều danh sư đồng thời gật đầu. Trở thành danh sư một khắc, bọn họ liền hiểu bản thân trách nhiệm, không cho phép lui bước. Vài vạn năm qua, danh sư đường, có người sùng bái, có người nhục mạ, vẫn như cũ có thể truyền thừa lâu như vậy sừng sướng ở đỉnh đại lục, dựa vào là chính là vô số hậu nhân, nội tâm thủ vững không đổi. Rất tốt, hiện tại bắt đầu tế bái tiên tổ. Thỏa mãn gật gật đầu, lão giả vừa định nhường ra vị trí, để đám tân nhiệm danh sư, tế bái bài vị phong sư điện, liền cảm thấy mặt đất không ngừng lay động, từng cái bài vị đứng sừng sững không biết bao nhiêu năm, bắt đầu đung đưa. Dầm, đồng loạt ngã xuống, đều hướng về một phương. Chuyện gì xảy ra? Đồng tử lão giả co rụt lại, vội vàng hướng phương hướng bài vị bái nhìn tới, ngay sau đó liền nhìn thấy một cái bóng lưng do đám mây cùng cầu vồng hội tụ, người mặc trường bào đứng sừng sững ở nơi xa xôi, đỉnh thiên lập địa, không nhìn thấy phần cuối. Đối phương cũng không chấp mắt, nhưng tỏa ra một loại khí thế, cho người ta không dám nhìn thẳng, để cho mọi người tùy thời đều muốn quỷ bái. Là, thiên nhận danh sư, trong lòng chấn động, thân thể lão giả cứng ngắc. Từ vạn cổ đến nay, chỉ có một vị thiên nhận danh sư duy nhất, là khổng sư. Về sau, vô số danh sư, cố gắng thế nào, đều không thể làm được, vốn cho rằng, ngoại trừ khổng sư lại không người nào có thể hoàn thành, không nghĩ tới, lúc này, lại có người làm được. Phù phù, nhịn không được nữa, lão giả quỳ dạp xuống mặt đất. Thiên nhận danh sư xuất thế, nhân tộc đại hưng, còn không mau quỳ xuống. Nhìn về phía rất nhiều tân nhiệm danh sư còn đang ngẩn người, quát tháo một tiếng. Vâng mọi người lúc này mới phản ứng lại, đồng thời quỷ gối. Thiên nhận danh sư, trước đó chỉ lưu truyền rất ít ở danh sư đường, mà giờ khác này, lại bị hàng tỷ người đồng thời tận mắt nhìn thấy. Ảnh người ở ngoài xa, đầu cao đến trong đám mây, đội thượng thương, chân đạp đại địa, thiên địa gần gũi, lại bị hắn một mặt ghét bỏ đẩy ra. Lại là đang ghét bỏ, ông trời! Trường 3553, danh sư đường rung động một Không đúng, thiên nhận danh sư, không phải được thiên địa công nhận ư. Làm sao cảm giác, vị này hình như, xem thường thiên đạo. Trên mặt đất quỳ lạnh, có một vị danh sư, rốt cuộc nhìn ra không đúng. Bình thường thiên nhận danh sư, được thiên địa bồi dưỡng, hưởng thụ thiên địa ban ân, mà vị trước mắt này, một mặt xem thường, cố gắng hết sức thoát khỏi, hình như muốn vứt bỏ thứ gì. Xem thường thiên đạo, lão giả sướng sờ, vội vàng ngẩng đầu, quả nhiên thấy bóng người cao lớn, một mặt không kiên nhẫn, không ngừng lay động thân thể, quảng bàn tay, không muốn để cho khí tức thiên địa công nhận, nhiễm đến trên người. Thiên địa muốn công nhận, hắn ghét bỏ, không muốn làm, nuốt ngụm nước bọt, lão giả trong mắt đỏ hoe. Thiên nhận danh sư, là có trong lịch sử, có thể dễ dàng thẩm tra, cảnh tượng trước mắt này, tuyệt đối sẽ không có sai lầm, nhưng một màn trước mắt, lại khiến người ta kìm lòng không được bắt đầu miên man bất định. Cái khác danh sư nghe được đối thoại, cũng đều nhanh sắp khóc. Đại ca, người không muốn làm, chúng ta muốn làm a hát. Trực tiếp cự tuyệt, cùng thiên địa trở mặt, thật được sao? Cút ngay, ngay lúc buồn bực, liền nghe bóng người trên bầu trời, hét lớn một tiếng, hướng thương thiên đang chạm phải bản thân một cước đạp tới. Âm âm, thiên địa xuất hiện khe hở. Quả nhiên là không muốn làm. Mới vừa rồi còn hơi nghi hoặc một chút, giờ phút này xác định không lầm, cái bóng người cao lớn này chính là không muốn làm thiên nhận danh sư mà thiên địa thì giống như bánh bột lọc mặt dày mày dạn nhất định muốn dính tới đây rốt cuộc là ai cũng nhịn không được nữa lão giả nhìn kỹ lại ai con mẹ nó thất đức như vậy vài vạn năm qua ước vạn danh sư ai không muốn đạt được thiên địa công nhận danh dương thiên cổ truyền thừa muôn đời cái tên này ngược lại tốt lại giống như vứt thuốc cao còn đạp nhân ra người ta không kích thích người sẽ chết ra. Phần Phật, tràn đầy buồn bực bên trong, bóng người chuyển qua đầu, lộ ra hoàn chỉnh dung mạo, là cái 20 tuổi thanh niên, lông mi nhập kiếm, có chút anh Tuấn. Đúng là Trương Huyền, Trương Sư, hắn không phải, đã chết rồi sao? Lão giả ngây người, danh sư đường lúc trước thông báo thiên hạ, muốn đối hắn tiến hành truy bắt, chỉ cần là danh sư, cơ bản đều nhớ cái tên này, về sau sự tình nguyên náo càng lúc càng lớn, không muốn biết cũng khó khăn, hơn ba tháng trước vị này vừa vặn mới tự sát tại sao lại sống lại thiên nhận danh sư đều không làm xảy ra chuyện gì một đám danh sư tất cả đều choáng váng giống như thế một màn cũng phát sinh ở cái khác danh sư đường vô số danh sư nhìn thân ảnh cao lớn trên không hốc mắt ửng đỏ từng cái khóc ròng ròng cảm giác bản thân sống vô dụng rồi quá bị ổi thiên nhận danh sư vậy mà không muốn có thể trang bước một ít ư Tổng bộ danh sư đường. Có rất nhiều cổ thánh cùng cửu tinh danh sư, toàn bộ ngồi ngay ngắn cùng một chỗ. Chuyện chính là như vậy, hiện tại dị linh tộc đã không sai biệt lắm thống nhất, không còn tai họa ngầm, chúng ta danh sư đường cũng nên điều chỉnh sách lược, càng thêm chuyên tâm giáo thư dục nhân. Nhìn quanh một vòng, Dương sư nói. Dương sư nói là Trương Huyền Trương sư, không những không có phản bội nhân tộc, còn là một vị thiên nhận danh sư. Đoạn tuyệt ở danh sư đường mục đích chỉ là vì lẫn vào dị linh tộc, nhân cơ hội giải trừ tai họa ngầm. Chương 3554, danh sư đường dung động 2. Một vị cửu tinh danh sư há to miệng, trên mặt tràn đầy khó tin. "Đúng, có điều, trước mắt mà nói, đây đều là suy đoán, tuy là không có xác định, nhưng độ chính xác cũng có chín thành." Dương sư gật đầu. "Không có xác định là thật, liền có khả năng là giả." nếu như hắn là thiên nhận danh sư khẳng định đã sớm cùng danh sư đường nói vì sao muốn giấu giếm hắn tuy dạy học rất tốt cũng có năng lực nhất định nhưng nói hắn là thiên nhận danh sư ta thực sự không thể tin đúng vậy a à, khổng sư nhân phẩm cùng bản tính chúng ta đều quen thuộc cuộc đời trương sư ta xem qua cùng thiên nhận danh sư không có chút nào móc nối thiên địa làm sao có thể công nhận hắn có danh sư nghi ngờ cũng không phải bọn họ nghi ngờ lời nói của Dương Sư, mà là thiên nhận danh Sư, vài vạn năm không xuất hiện, vị danh Sư này lại cùng linh thần có quan hệ. Đổi lại ai, đều sẽ nghi ngờ. Ta nói những thứ này, không phải cho các ngươi tin tưởng, mà là mệnh lệnh. Dương Sư sầm mặt lại. Hắn đi khắp thiên hạ, cũng là bởi vì, không thích hành vi đã lệch khỏi quỹ đạo của danh Sư Đường, lần này muốn bình định lập lại trật tự, lại còn có người nghi ngờ. Ra lệnh chúng ta có thể tuân thủ, nhưng chúng ta tuyệt không tin tưởng, hắn là thiên nhận danh sư, nếu như hắn có thể làm, trong chúng ta chẳng phải bất luận người nào cũng có thể. Hơi vùng cánh tay, một vị cửu tinh danh sư vừa định tiếp tục nói chuyện, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Mọi người vội vã rời phòng, hướng ra phía xa nhìn tới, ngay sau đó nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, đỉnh thiên lập địa, trên bầu trời vô số đặc thù lực lượng, hướng hắn bay tới, hình như muốn dính lên người hắn. Không phải là Trương Huyền Trương sư? vị lão sư có vô số đệ tử lợi hại, thiên tài tự vẫn ở danh sư đường, thì là ai? Đây là lực lượng của danh sư. Không phải phổ thông danh sư, mà là thiên nhận danh sư. Tất cả mọi người đã đạt đến cửu tinh, không cần giải thích, cũng không cần đi phong sư điện, chỉ nhìn liếc mắt, liền có thể hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, tất cả đều choáng váng. Vừa nói xong Trương Huyền không thể nào là thiên nhận danh sư, hắn liền xuất hiện, không ngừng tản mát ra lực lượng thiên nhận danh sư có muốn hay không trực tiếp như vậy không đúng hắn không phải đang thừa nhận bản thân là thiên nhận danh sư mà là đang thoát khỏi thân phận thiên nhận danh sư rất nhanh cũng có người nhìn ra nói rất đúng hình như là đem danh sư chi khí trong cơ thể phát ra không muốn nhận thiên nhận danh sư danh sư chi khí đều không cần đây là muốn điên ư rất nhiều cửu tinh danh sư cùng cổ thánh từng cái con mắt trợn tròn há to mồm nhét đủ cả quả trứng gà chỉ thấy trương huyền một mặt chán ghét không ngừng hướng ra bên ngoài vung lấy danh sư chi khí trong cơ thể hình như thứ này là khối xương độc của cổ chân làm cho thiên địa đều tựa hồ đều có chút mộng bức không biết làm sao thiên nhận danh sư đều không muốn đi làm đến cùng muốn làm cái gì các ngươi hiện tại còn cho rằng hắn không phải thiên nhận danh sư dương sư cũng nuốt ngụm nước bọt sư huynh quả nhiên không tầm thường làm việc luôn để người bất ngờ người khác cầu còn không được hắn không muốn làm hướng ra xa né tránh đổi lại bất luận người nào ai cũng không làm được điểm ấy hắn là đúng đúng chúng ta có mắt không chồng vừa rồi mấy vị cửu tinh danh sư chất vấn giờ phút này tất cả trên mặt đều đau rát đau hận không thể tìm khe hở chui vào vừa nói xong đối phương không thể nào là thiên nhận danh sư đối phương liền đứng ra làm ra một màn như thế nếu như hắn cũng không phải còn có thể là ai nghe được mọi người thừa nhận nhìn qua việc làm của trương huyền dương sư mặt đầy bất đắc dĩ ngay sau đó lắc đầu nhìn về phía vị kia cửu kinh danh sư mới vừa nói hắn hiện tại là trước kia là nhưng rất nhanh liền không phải nếu không ngươi làm một hồi thử một chút cựu tuyệt thiên nhận danh sư muốn né tránh cái thân phận này không muốn đi làm khắc thiên hạ đoán chừng cũng chỉ có tên này độc nhất đi vị sư huynh này đã sáng tạo ra vô số kỳ tích, đến cùng còn có thể sáng chế bao nhiêu, bọn họ những người này nghĩ cũng nghĩ không ra a. À. Vị này cửu tinh danh sư nhất thời nhanh muốn khóc. Chương 3555, đi vào bình chứng 1. Thoát khỏi thân phận thiên nhận danh sư, đem khí thức năm lần thiên địa công nhận toàn bộ thả ra ngoài, toàn bộ đại lục trở nên sôi trào. Trước đó, Trương Huyền đạt được thiên địa công nhận, đều là xuất hiện phạm vi nhỏ ở danh sư đường, sau đó bị danh sư áp chế xuống, hầu như không có quá nhiều người biết được, mà giờ khắc này, khí tức thiên địa công nhận lan ra, tất cả mọi người thấy được thân ảnh chống lại này. Không hiểu, thật sự choáng váng. Ở trên đại lục vậy mà lần nữa xuất hiện một vị thiên nhận danh sư, mấu chốt nhất là. Cái tên này, vậy mà không muốn làm, muốn từ chức. Không hổ là lão sư. Trương cửu tiêu ý sùng bái lộ rõ trên mặt. Biết thân phận lão sư, hắn không chút do dự bái sư, kết quả. Lão sư đối với thân phận này, vậy mà không thèm để ý chút nào, nói không cần liền không cần. Quả nhiên là đức tính cao thượng, làm người ta kính nể. Thiên hạ sợ hãi, trở nên điên rồ, Trương Huyền cũng không biết, vẫn ở trước mặt bình chướng, lực lượng trong cơ thể không ngừng tản mát ra ngoài. Không đem lực lượng thiên nhận danh sư tỏa ra sạch sẽ, liền không khả năng làm thiên địa lão sư, đột phá cổ thánh. Kéo kẹt kéo kẹt, thiên địa hạ xuống uy áp, như muốn đem linh hồn của hắn nghiền ép nát bấy, Trương Huyền trên mặt không vui không buồn, để cho người ta nhìn không ra tâm tình tốt xấu. Phủ nhận thân phận thiên nhận danh sư, thật ra thì trong lòng cũng còn có chút lo nghĩ, nhưng tiếp xúc đến bình chướng, đạt được khổng sư truyền thừa giáo dục, đã rõ ràng, khổng sư. Khẳng định cũng đi qua con đường này. Đối phương cũng là thiên nhận danh sư, cuối cùng vẫn bỏ cái thân phận này. Nếu không, mạnh nhất, cũng chỉ là trở thành cổ thánh ở thế giới này muốn thoát ly đại lục đi vào vị diện cao hơn gần như không có khả năng bởi vì đạt được công nhận của phương thiên địa này chẳng khác nào bị giam cầm ở bên trong phương thiên địa này muốn thoát ly trước hết đánh vỡ gông xiềng đó của bản thân cùng hắn nói là hắn thực hiện phương pháp này còn không bằng nói là con đường năm đó khổng sư đi qua theo dấu chân của hắn một đường hướng về phía trước giang giác đem danh sư chi khí trong cơ thể tỏa ra sạch sẽ, thiên địa dường như không thể chịu được hắn khinh nhờn, xuất hiện mây đen, vô số lôi đình, hỏa diễm ở phía trên thiêu đốt, đem nhật nguyệt đều che lấp. Tới, Trương Huyền đứng ở trong địa cung cũng không rời đi. Giờ phút này đi ra ngoài, lực lượng lôi đình, nhất định bao phủ toàn bộ thiên huyền vương quốc, cái quốc gia này cũng sẽ biến thành địa ngục, vạn kiếp bất phục. Đợi ở địa cung, muốn công kích mình, liền sẽ bị đại trận ngoại giới bao phủ, chỉ cần hắn gánh vác được, cổ địa bất nhập lưu này, liền sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Dầm, hạo kiếp giống như lôi đình, trên không trung chậm chạp hội tụ, tạo thành một cái trường đao to lớn, hỏa diễm cùng sấm sét không ngừng vây quanh, không gian ở phía trước không đỡ nổi một đòn, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Bên trong cổ thánh kiếp, làm người ta kinh khủng nhất. Lôi binh kiếp, không nghĩ tới lần nữa xuất hiện. Vèo, lôi binh vừa mới hình thành thẳng tắp hướng địa cung lao đến, thời gian nháy mắt liền dừng ở đỉnh đầu Trương Huyền, chậm chạp cắt xuống. Tê lạp, giận pháp, không gian, thời gian trong địa cung nháy mắt, liền bị xé rách, tựa như một tờ giấy cũ nát, không đỡ nổi một đòn. Chờ ngươi đã nửa ngày. Hít sâu một hơi, Trương Huyền hai hàng lông mày nâng lên, một quyền đón tới. Lần trước đối mặt lôi binh kiếp, thực lực của hắn còn yếu, không cách nào chống lại, giờ phút này trở nên càng thêm cường đại, tuy là không thể vận dụng long cốt thần thương, nhưng do có tu vi, thân thể, vu hồn, chân khí từ lâu đã không kém gì tích huyết trùng sinh. Ầm, um, nắm đấm cùng lôi binh đối đầu, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, Trương Huyền trên nắm tay tràn đầy máu tươi. Xem ra, cho dù tu vi tăng lên nhiều như vậy, cũng có chút chống lại không được. Chương 3556, đi vào bình chứng 2. Trước đó, vượt qua lôi binh kiếp là nhờ năng lực của tiểu kiếp kiếp cùng mấy trăm người đồng thời đột phá giờ phút này không có những thứ đó, nhưng cũng không có nghĩa là Trương Huyền sẽ bó tay chịu trói. Nhẹ nhàng thoáng một cái, đi tới trước mặt bình chướng, lần nữa tiến lên đón hạo kiếp. Khí tức nhấp nhô, địa cung không ngừng lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, vũ khí to lớn, mang theo uy thế của lôi đình cùng thiên hỏa, như muốn thiêu đốt toàn bộ mặt đất thành không khí. Lần nữa đối đầu, sống lưng Trương Huyền đâm vào bên trên bình chướng dẫn tới một hồi chấn động gợn sóng. Lực lượng lôi binh cũng không suy giảm, bổ vào phía trên bình chướng. Ông. Một tiếng nhẹ nhàng vang lên, bình chướng bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng nho nhỏ, ngọn lửa màu đen thiêu đốt chỉ chốc lát, liền bị bình chướng chặn lại. Quả nhiên hữu dụng. Trương Huyền ánh mắt sáng lên. Lựa chọn nơi đây để dẫn tới lôi kiếp, một thứ là cảm ngộ, nhưng quan trọng nhất chính là mượn lực lượng lôi binh kiếp phá vỡ bình chướng, để cả hai hai triệt tiêu lẫn nhau lực lượng ngoan nhân bình chướng đều có thể chặn lại, chỉ bằng vào lực lượng, gần như không có khả năng phá mở, mặc dù là khổng sư lưu lại, nhưng xem ra, bình chướng cũng không vì hắn là thiên nhận danh sư, mà chủ động mở ra. Đã như vậy, chỉ có thể dùng lôi binh kiếp, đem chém nó nát. Thay quyền thành trưởng, hướng lôi binh vổ tới. Giang giác, giang giác, lôi binh lần lượt công kích hắn, nhưng mà phần lớn lực lượng đều bị hắn truyền lại bên trên bình chướng ở sau lưng, bình chướng trước đó lông tóc không hao tổn, rốt cục không chịu nổi, xuất hiện vết rách. Bất quá, bởi vì bản thân làm vật dẫn truyền lại lực lượng, thân thể trương huyền, cũng nhận tổn thương cực lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ giống như lần trước, triệt để bị nghiền nát. Thần Linh Hoàng Tinh thần khẽ động, biến thành hình dáng thần Linh Hoàng, xuất ra một cái bình, liền mở nắp ra, đem lực lượng đặc thù từng được hấp thu trước kia thả ra ngoài cỗ lực lượng này là thần linh hoàng tế tự từ thần linh có được, đối với khôi phục thương thế có rất tốt hiệu quả. Hấp thu nửa bình, thương thế liền triệt để khôi phục, lần nữa tới công kích lôi binh. Rầm rầm rầm, lôi binh lại bổ vào bên trên bình chướng trước đó xuất hiện vết rách, hiện tại càng lúc càng lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá mở. Mà giờ khắc này lôi binh kiếp cũng tiêu hao phần lớn lực lượng, thoạt nhìn suy yếu không ít. Quả nhiên có thể lẫn nhau triệt tiêu. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn qua đúng là mạo hiểm đáng giá, mặc dù hiện tại còn không làm được thiên địa lão sư, nhưng thành công thoát khỏi thân phận thiên nhận danh sư, thực lực lần nữa tăng vọt. Hơn nữa cũng thuận lợi đem bình chướng phá vỡ, mặc dù không biết mặt sau bình chướng là địa phương nào, nhưng bí ẩn như vậy, chắc hẳn cùng chư tử bách ra có nhất định quan hệ. Coi như không có, cũng khẳng định cùng khổng sư có quan hệ, chỉ cần theo bước chân của hắn, nhất định có thể rời đi vị diện này, đi vào thế giới cao hơn. Răng giác, răng giác lôi binh kiếp lại chém hai lần, bình chướng khe hở càng lúc càng lớn, đã đủ để để cho người đi qua, giờ phút này mây đen đầy trời cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Lại qua 10 cái hô hấp, bình chướng không thể kiên trì được nữa, ẩm ẩm phá vỡ. Trước mắt lôi binh kiếp không ngừng công kích, cũng tiêu hao năng lượng sạch sẽ, mất đi lực lượng trước đó, bị trương huyền nhẹ nhàng điểm một cái, hóa thành luồng gió lớn biến trên bầu trời. Đi vào đi. Thấy rốt cục vượt qua được lôi kiếp, không kịp quan sát lực lượng trong cơ thể, Trương Huyền dặn dò một tiếng, thân thể thoáng một cái, thẳng tắp hướng khe hở chui vào. Trịnh Dương, Ngụy Như Yên đồng thời gật gật đầu, đưa tin cho đám người Triệu Nhã, liền theo sát sau lưng. Chương 3557, Thanh nha mạch 1. Một. một cái thế giới bát ngát xuất hiện ở trước mắt, trời cao mây trắng, cỏ mọc én bay vô số cây trồng ở trong ruộng một mảnh xanh biếc linh khí bốn phía giống như hóa thực chất thậm chí so với một ít thánh địa đều nồng đậm hơn rất nhiều đây là địa phương nào nhíu nhíu mày ngụy như yên tràn đầy nghi ngờ đi lên phía trước chân khí trong cơ thể vận chuyển liên tục sợ xuất hiện nguy hiểm bất ngờ hẳn là một cổ địa hoặc là di tích đi trịnh dương đi theo một bên không có trả lời trương huyền ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc dọc theo bờ ruộng chậm rãi đi về phía trước chỉ chốc lát đi tới cái cây trước mắt, đưa tay rút ra một cái, nghiên cứu trong phút chốc, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Các người có phát hiện? Phát hiện! Hai vị học sinh liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình không hiểu. Thấy lão sư trong mắt mang theo hỏi thăm, dừng lại một chút, trịnh dương nói. Cây lúa mì này, hình như so với danh sư đại lục càng thêm tráng kiện, năng lực hấp thu linh khí, cũng càng mạnh. Là mạnh hơn một chút. Ngụy Như Yên cũng gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút, vì sao lão sư không quan tâm đây là địa phương nào, suy tính một chút, sau đó nên làm cái gì, ngược lại đối với một gốc lúa mì, đặc biệt để tâm. Tu vi bọn họ đạt tới loại cảnh giới này, không ăn cơm cũng sẽ không đói, khoảng cách với những cây nông nghiệp, sớm đã 10 phần xa xôi. Đây là một gốc thanh nha mạch, ẩn chứa linh lực mạnh mẽ, người bình thường dùng lâu dài, có thể cải thiện thể chất, tăng cường huyết mạch, giống như người tiên thiên độc thể nếu như vừa ra đời liền có thể dùng thứ này, sẽ không nhận khổ nhiều như vậy, có thể ung dung kích hoạt. Ngụy Như Yên bởi vì tiên thiên độc thể quá mức mạnh mẽ, mà không cách nào kích hoạt, dẫn đến từ nhỏ đã suy yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, nếu không phải do phụ thân hắn Ngụy Trường Phong, phí hết tâm huyết, tìm kiếm bảo vật, căn bản không có khả năng kiên trì được đến lúc Trương Huyền Thu nàng làm đồ đệ. Nếu như, vừa ra đời liền dùng thanh nha mạch, cả người thể chất sẽ lập tức tăng cường mấy cái cấp bậc, có lẽ, không cần nhận suy yếu nhiều như vậy, Ngụy Trường Phong cũng sẽ không chết bởi vì một gốc dược liệu. Lợi hại như thế, mang về danh sư đại lục, không phải là tạo phúc thiên hạ. Trịnh Dương ánh mắt sáng rực lên. Thân là chiến sư đường đường chủ, nghĩ đến so người khác muốn nhiều hơn. Có thể cải thiện thể chất, tăng cường huyết mạch, nếu phổ cập ra, chẳng phải toàn bộ đại lục đều người người đều như rồng. Nhân tộc cùng dị linh tộc đối chiến, dù là vô số danh sư tốn sức tâm huyết, danh sư đường đều rất khó hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là dị linh tộc nhân có tiên thiên quá mạnh. Vừa ra đời liền đạt đến hóa phàm cảnh, huyết mạch càng mạnh, càng lợi hại, nhân loại tới tỉ thí, căn bản cũng không ở cùng một cái cấp độ. Có thể kiên trì dưới công kích của đối phương, mà không bị chiếm đóng, có thể nói đã dốc hết toàn lực. Danh sư đại lục trồng không được. Biết hắn nghĩ cái gì, Trương Huyền lắc đầu. Loại cây này, không thấy danh sư đường ghi chép, mà là hắn ở trong núi sách nhìn thấy, là cái cây trong lý tưởng của khổng sư, cũng không phải thực tế tồn tại, hắn cũng là cẩn thận xác nhận rất lâu. Vì sao? Trịnh Dương không hiểu. Nơi này nhiều nhất linh khí dường như đầy hơn một ít, dựa vào thực lực của bọn hắn, làm ra loại địa phương này không khó, vì sao không cách nào gieo trồng. Danh sư đại lục cùng dị linh tộc tiến hành qua chiến đấu, bốn phía đều có khí thức dị linh tộc nhân, mà thanh nha mạch, Sợ nhất chính là sát lục chi khí, một khi tiếp xúc sẽ bị trực tiếp độc chết. Chương 3558, Thanh nha mạch 2. Giải thích một câu, Trương Huyền đầu ngón tay một đạo chân khí nhẹ nhàng chuyển một cái, ẩn chứa ra chém yêu iota S chỉ ý, -E, ở trước mắt trong ruộng, nhẹ nhàng hơi dính. Phần Phật, tựa như thuốc màu nhỏ vào nước sạch, thời gian nháy mắt, lấy ngón tay hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan ra, trong nháy mắt xung quanh mấy chục mẫu thanh nha mạch tại chỗ chết héo, trở nên vàng như nến, như là bị thiêu đốt đồng dạng. Cái này, trịnh dương đám người ngạc nhiên, ngay cả Trương Huyền cũng không nhịn được sướng sờ. Mặc dù biết, thứ này đối với gợi yêu ta ết chóc chi khí, cực kỳ mẫn cảm, rất dễ dàng chết, không nghĩ tới hiệu quả mạnh như vậy. Hắn vừa rồi một tơ chân khí kia, khống chế đến vô cùng nhỏ yếu, vậy mà có được uy lực này, có thể đoán được, danh sư đại lục, chỉ cần tồn tại dù là một chút xíu, đều có thể ủ thành tai họa to lớn dẫn đến không thu hoạch được một hạt nào một khi không còn lương thực cái gì cải thiện thể chất cái gì tăng cường tu vi đều là lời nói suông danh sư đại lục ẩn núp không ít dị linh tộc nhân trong không khí đều di tán loại khí thức này mặc dù không nồng đậm người bình thường không chịu đến xâm hại nhưng đối với thanh nha mạch lại chính là tai họa ngập đầu cảm xúc một câu trịnh dương hai người đồng thời gật đầu cũng nói không ra lời danh sư đại lục sở dĩ để danh sư đường chấn thủ bát phương, làm cho nhân loại càng thêm cường đại là một nguyên nhân, mặt khác cũng không phải là không có hy vọng, để dị linh tộc nhân không có cơ hội xâm nhập. Thiên huyền vương quốc, không có sát lục chi khí, có thể hay không gieo trồng vật này. Dừng lại một chút, ngụy Như Yên hỏi. Đi vào thiên huyền vương quốc nàng liền phát hiện, cổ điện này, dường như có tấm bình phong thiên nhiên, có thể đem sát lục chi khí tứ tán trên không trung tự động ngăn cách. Nói cách khác, phía trong cổ điện này là không có sát lục chi khí. Không có sát lục chi khí, nhưng linh khí thiếu thốn, hơn nữa, người chẳng lẽ không có phát hiện ư. Nơi này có đặc thù lực lượng không thể để cho danh sư tấn cấp. Trương huyền đạo, cái này, ngụy Như Yên nói không ra lời. Nàng là độc sư, cũng không chú ý, đến đặc thù khí thức để danh sư tiến bộ, nghe lão sư nói chuyện, quả nhiên phát hiện, thật đúng là có loại tình huống này thiên huyền vương quốc, không có sát lục chi khí, nhưng để danh sư tiến bộ là đặc thù lực lượng, không có tồn tại. Muốn trở thành danh sư, chỉ có thể rời đi nơi này, đi địa phương khác. Liên giống như lục tầm lão sư vừa rồi nhìn thấy, trở thành nhị tinh danh sư, cũng là bởi vì đi những vương quốc khác, không có khả năng lưu ở nơi đây. Cổ địa, không chứa được đặc thù khí tức, cũng không có cái gì linh khí, mặc dù cũng không có sát lục chi khí, nhưng không thích hợp gieo trồng thanh nha mạch, bởi vì coi như có thể sống sót cũng sẽ không sinh trưởng. Trương Huyền than thở, trước đó đối cổ địa hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, sau khi bỏ đi thiên nhận danh sư đặc thù lực lượng, nhìn sự tình so trước kia càng thêm rõ ràng, liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt. Mặc dù không biết cổ địa tại sao lại như vậy, cũng hiểu được, nhưng thứ này coi như mang ra ngoài, cũng không cách nào sinh trưởng. Nếu không, Khổng Sư khẳng định đã sớm đã đem cổ địa biến thành địa phương hạch tâm nhất của danh sư đại lục. Cổ địa không lớn, nơi này lại to lớn rậm rạp như vậy, đến cùng là địa phương nào? Trịnh Dương tràn đầy tò mò. Đồ vật không sống nổi ở bất kỳ cái địa phương nào, lại ở nơi này còn sống, chẳng lẽ nơi này có cái gì đặc thù? Đoán không sai, đây chính là vị trí của chư tử Bách Gia. Không giống với di tích cùng không gian gấp, mà được mở thành một phương thế giới mới. Dừng lại một chút, Trương Huyền Đạo. Chư tử Bách Gia. Hai người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình chấn động. Ô ô ô, đang muốn hỏi thăm, vì sao lão sư có thể trực tiếp xác nhận, liền nghe đến nơi xa vang lên tiếng kèn, ngay sau đó, nhìn thấy một đám người, đồng loạt vò tới bên này, từng cái mang theo vẻ mặt tức giận. chương 3559, Thôn hoặc 1 Những người này mặc áo đuôi ngắn tay, nhìn hết sức bình thường. Trong tay cầm các loại đồ vật làm nông như cuốc, lưỡi liềm, sẻng sắt. Khí thế hùng hổ. Thực lực của bọn hắn, Trịnh Dương sững sờ. Trước mắt những người này, cùng người bình thường không thể bình thường hơn, nếu ở danh sư đại lục, liền cũng không phải là võ giả, mà trước mắt những người này, từng cái đều đạt đến cấp bậc tông sư. Bọn họ không có tu luyện qua, trong cơ thể không có dấu vết chân khí. Ngụy Như Yên cũng có chút kinh ngạc. Lấy nhãn lực của nàng, có thể tùy tiện nhìn ra những người này, thân thể nặng nề, trong đan điền không có chân khí, hẳn là chưa hề tiếp xúc qua việc tu luyện không có rèn luyện linh lực, không có thuê biến chân khí, càng không rèn luyện qua thân thể, liền có khí tức cấp bậc tông sư. Hẳn là quanh năm dùng thanh nha mạch, thể chất thay đổi, giống dị linh tộc nhân, khác với nhân loại bình thường. Trương Huyền giải thích, xuất hiện tình huống này, có lẽ cùng liên quan đến ruộng lúa mạch, những người ở trước mắt, lâu dài dùng thanh nha mạch, thể chất qua năm này tháng nọ, triệt để thay đổi. Giống dị linh tộc nhân, vừa ra đời, dù là không tu luyện cũng nắm thực lực giữ hóa phàm cảnh liền giống như tiền thân của hắn lúc trước là vị tiểu thiên tài trương gia trời sinh thánh giả vừa ra đời liền đạt đến thánh vực cái này trịnh dương con mắt sáng lên trước đó lão sư nói còn không chút nào để ý giờ phút này nhìn thấy những người bình thường này đều có loại lực lượng này nhất thời tràn đầy hưng phấn nếu như người ở danh sư đại lục cũng có thể như vậy nếu đối mặt với dị linh tộc nhân thật sự sẽ không sợ hãi nữa. Danh sư mạnh hơn, nhưng học sinh không nguyện ý học, cũng không có khả năng đem hắn bồi dưỡng thành cường giả, khổng sư có 3.000 môn đồ, đạt tới cổ thánh cũng chỉ có 72 người mà thôi. Quanh năm dùng loại thực vật này, có thể khiến người ta vừa ra đời liền có thể nắm giữ thực lực so với tông sư. Đây đã là người người như rồng. Các ngươi là ai, dám phá hoại hoa màu. Một người đi tới trước mặt, tức giận la lên. Cầm đầu là một lão giả, tuổi tác ít nhất 80, nhưng tinh thần khỏe mạnh, sợi dâu cùng tóc đều đen nhánh, cho người ta cảm giác được khí lực tràn đầy. Không có tu luyện, thế mà đã đạt đến phía dưới hóa phàm đỉnh phong nhất trí tôn cảnh. Thiên huyền vương quốc, có thể tu luyện tới trí tôn cảnh, quốc vương thẩm truy cũng phải để vào mắt, mà ở đây, kèm theo tuổi tác tăng trưởng có thể trực tiếp đạt tới. Nói ra cũng không để cho người ta tin tưởng. Chúng ta không có ý định phá hoại, nguyện ý bồi thường. Trương Huyền một mặt áy náy, cổ tay khẽ đảo, một đống dược liệu, vũ khí rơi xuống. Những thứ này trong tay hắn tuy là đều là đồ vật rẻ nhất, nhưng đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều có giá trị không nhỏ. Mấy người khí thế vốn hung hăng, thấy cảnh này, tất cả đều ngẩn ngơ. Bọn họ mặc dù chưa thấy qua cái gì ra dáng bảo vật, nhưng trước mắt những vật này tỏa ra linh khí, vẫn có thể cảm thụ ra. Sở dĩ sông tới, là bởi vì vừa rồi mấy người mày hủy hoại vài mẫu hoa màu của bọn họ, nhưng lúa mạch bị hủy hoại so với những thứ này kém không chỉ một đoạn. Đền bù cho chúng ta. Dừng lại một chút, lão giả vẫn có cảm giác khó tin. Đúng. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Các người cầm a, vừa vặn. Ta còn có chuyện muốn hỏi thăm, hy vọng có thể có được đáp án. Có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Phái người đem đồ vật đền bù thu lại cẩn thận kiểm tra, xác định được có giá trị không nhỏ, đám người lão giả vẫn cho rằng bọn họ đang nằm mơ, vội vàng không người. chương 3560, Thôn Hoa 2 Đã đền bù, lại có bộ dáng này, thực sự làm bọn họ không tức được. Ba người chúng ta, lần đầu tiên tới nơi này, xin hỏi đây là nơi nào? Trương Huyền hỏi, đây là Thạch Nham Thôn, phụ thuộc Khai Minh Phủ. Lão giả gật đầu, Thạch Nham Thôn, Khai Minh Phủ. Trương Huyền nhíu nhíu mày. Xin hỏi, khai minh phủ, do ai quản lý? Là một nơi phủ đệ do tử trì cổ thánh quản lý. Một người trung niên chen vào nói. Tử trì cổ thánh. Gật gật đầu, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Tử trì cổ thánh là khổng sư môn hạ một trong 72 hiền, tuy là danh khí cùng nhiễm cầu, bốc thương những người này, kém cực lớn, không ở cùng một cấp bậc, nhưng trong lịch sử cũng có chỗ ghi chép. Am hiểu canh tác, có lẽ, thanh nha mạch là khổng sư đưa ra lối suy nghĩ mà gieo trồng ra là công lao của hắn đã thuộc về tử trì cổ thánh quản lý nói cách khác giống như suy đoán nơi này thật là phạm vi của chư tử bách gia vốn nghĩ đến thiên huyền vương quốc sau đó cẩn thận tìm kiếm không nghĩ tới bị đám người trịnh dương trong lúc vô tình phát hiện không biết như thế nào mới có thể đi tử trì cổ thánh phủ đệ trương huyền hỏi tiếp vài vạn năm lịch sử cổ thánh khẳng định đã sớm không còn nữa, nhưng hậu nhân khẳng định còn sống, muốn tìm kiếm dấu chân khổng sư, tìm hắn bắt lấy, thần linh, sau đó, đi nơi nào, nhất định phải tìm tới cường giả chư tử bách ra. Cổ thánh phủ đệ ở Phàn Thành, cách nơi này có chút xa, ba vị nếu không vội vã, ta để tú như trong thôn mang các ngươi đi qua. Lão giả cười cười, tú như là chúng ta thôn hoa, từng đặc biệt tu hành qua, thuần phục một đầu linh thú, để nàng mang các ngươi đi, ngồi linh thú tốc độ có thể nhanh hơn một chút thôn hoa không phải danh sưng nơi trốn có thể hiểu là nhân vật tượng trưng người đẹp nhất đặc biệt nhất trong thôn thôn hoa trương huyền một mặt cười khổ người chỉ cần nói cho chúng ta biết phương hướng là được không cần phiền phức sao có thể gọi là phiền phức phan thành là một thành lớn không phải người nào đều có thể tiến vào nếu như không phải người nơi này tùy tiện đi qua rất dễ dàng bị bắt vẫn là để tú như dẫn đường a nàng hết sức quen thuộc, sau khi đi qua, cũng có thể thuận tiện làm việc. Lão giả trong giọng nói mang theo chắc chắn không thể nghi ngờ. Mấy người trước mắt làm hỏng hoa màu của bọn họ, nhưng cam tâm tình nguyện đền bù, thái độ lại vô cùng tốt, bọn họ tự nhiên cũng người phần khách khí. Thấy cố chấp không được, Trương Huyền đành phải gật đầu. Thạch Nham Thôn là cái thôn trang không lớn, chỉ có chừng 100 hộ, nghe được có khách đến, tất cả đều 10 phần nhiệt tình. Rất nhanh, thấy được, thôn hoa, trong truyền thuyết, dung mạo chỉ có thể nói nhìn tạm được, cùng tô phi phi không sai biệt lắm, đạt đến trung thượng, nhưng ở trong một thôn nhỏ, quả thực lộ ra siêu quần bạt tùy. Thực lực hóa phàm nhị trọng. Đối phương đi tới, trịnh dương liền nhìn ra tu vi. Quả thực tu luyện qua, chân khí di động trong cơ thể, cho thấy thực lực chính xác, hóa phàm nhị trọng. Ta có thể mang các người đi phản thành, chẳng qua trước đó cần dặn dò một tiếng, từ trì cổ thánh phủ đệ, không phải là ai cũng có thể tới, thật sự muốn viếng thăm, cần đưa lên bái thiếp trước, nếu tùy tiện xông vào, đắc tội họ, ta cũng sẽ mặc kệ sinh tử của các ngươi. Đi tới trước mặt, lông mày nâng lên, tú như một mặt ngạo nghế. Thân là thôn hoa, có sự kiêu ngạo của chính mình cùng tôn nghiêm. Yên tâm, Trương Huyền gật đầu, tuy là thực lực của bọn hắn, đã đạt đến đỉnh phong nhất của phương thế giới này, nhưng lần này tới là tìm kiếm đáp án, cũng không phải là đánh nhau, gợi yêu ta ít người, đương nhiên sẽ không lỗ máng. Vậy là tốt rồi, còn có, trước thời hạn cảnh cáo các người một câu, ta lần này là dâng mệnh lệnh của thôn trưởng, mang các người đi phản thành, cũng không phải là chủ ý của ta, không được bởi vì cùng một chỗ đi, liền lặng lẽ thích ta, ta chỉ tiếp nhận người trong thôn thổ lộ, tạm thời còn không có nghĩ muốn gả đến ngoài thôn. Tú như nghiêm mặt nói. Gương mặt đám người trương huyền tựa như bị táo bón. Chương 3561, cáo tử 1. Tú Như thuần phục được thú sủng là một đầu ưng thú, hình dáng rất lớn, mấy người ngồi ở trên lưng cũng không cảm thấy chen chúc. Đám người Trịnh Dương vốn định tự thân phi hành, nhớ tới lão sư tính cách khiêm tốn, cuối cùng vẫn từ bỏ, ngồi ngay ngắn ở trên lưng thú, nhắm mắt nghỉ ngơi. Các ngươi cũng là tu luyện giả. Thấy bọn họ điều chỉnh hô hấp, Tú Như nghi ngờ nhìn qua. Còn tưởng rằng mấy vị này giống với những thôn dân không tiếp xúc qua chân khí không nghĩ tới có thể thu nạp linh khí xem như thế đi trịnh dương cười gật đầu tú như thở phào nhẹ nhõm nhẹ nhàng cười một tiếng khắp khuôn mặt đều là tự hào ta cũng tu luyện qua hơn nữa đạt được lão thôn trưởng chân truyền trong thôn nhiều người như vậy chỉ có ta một người thông qua được khảo hạch lợi hải trịnh dương khen ngợi lão thôn trưởng từng chiếm được truyền thừa của hậu nhân tử trì cổ thánh tú như nói Ồ, Trương Huyền nhìn sang, lúc lão thôn trưởng tuổi còn trẻ từng đi qua phàn thành, từng đạt được chỉ điểm của họ, mặc dù bây giờ đã già, nhưng vẫn như cũ là người mạnh nhất trong thôn, đáng tiếc các ngươi không thấy được, nếu không, tuyệt đối sẽ khâm phục không ngớt. Tú như giải thích, bọn họ nhìn thấy là thôn trưởng đương nhiệm, thật ra thì bên trong thôn xóm bọn họ, mạnh nhất là lão thôn trưởng, nàng chính là cùng lão giả tu hành mới có kết quả như ngày hôm nay. Không biết tu luyện chính là loại công pháp nào, nhưng có danh sư chỉ điểm. Trương Huyền tò mò, tử trì cổ thánh, lưu lại truyền thừa, khẳng định không đơn giản, đối phương coi như chỉ là tiếp xúc được ra lông, lấy nhãn lực của hắn, hẳn là cũng có thể nhìn ra vài thứ. Danh sư, nhíu mày, tú như có chút không hiểu, là một loại chức nghiệp đặc biệt, giảng bài, giúp người khác giải đáp nghi ngờ. Trương Huyền nói, chưa từng nghe qua, tú như lắc đầu công pháp không phải đều là từ gia tộc truyền thừa, không thể tiết lộ ra ngoài sao. Làm sao sẽ còn có người giảng bài, coi như thật sự có loại địa phương đó, hẳn là cũng ở đại nho đường A, dù sao ta chưa thấy qua. Lại hỏi thăm vài câu, Trương Huyền bây giờ mới hiểu được, nơi ở của chư tử Bách Gia, thế mà không có danh sư đường. Muốn học tập công pháp, cần đạt được truyền thừa của gia tộc, hoặc là có tư cách đi vào đại nho đường. Cái gọi là đại nho đường cùng học viện không sai biệt lắm, thu nhận cơ bản đều là thiên tài trong thiên tài, cái người thôn hoa trước mắt này hẳn là không có gì hy vọng gì. Lúc trước nhan tiết cùng đám người nam cung nguyên phong chính là cao thủ đại nho đường, các người hỏi cũng quá tỉ mỉ a, à, không phải là muốn đi phàn thành tìm kiếm cơ hội đi? Nói cho các người biết, không có đơn giản như vậy đâu, ta đi qua nhiều lần, liền mặt những cao thủ kia đều không có nhìn thấy. Thấy mọi người vẫn hỏi thăm, tú như lộ ra vẻ mặt đồng cảm tu luyện cần công pháp, nhưng những vật này cũng không tự nhiên mà có, cũng không phải là người muốn học liền có người truyền trao dạy bảo. Nàng có thể học được, có thực lực bây giờ, cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp. Biết chỉ là một đám người muốn tìm kiếm vận may, cũng không còn nhiệt tình như lúc nãy. Một canh giờ sau, một cái thành phố khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Phan Thành, đến. Ở trong miệng vị thôn hoa này biết được là một cái siêu cấp đại thành, nhưng từng kiến thức qua phồn hoa của danh sư đại lục. Đám người trương huyền kìm lòng không được lắc đầu Nơi này nhiều nhất cùng thiên huyền thành có chút giống nhau thôi Cùng so với vị trí trương gia, thành thị ở danh sư đường đều không đáng một đồng Thông qua kiểm tra vào được nội thành, mọi người đi một hồi Đi tới trước mặt một tòa cự đại phủ đệ, tú như chỉ về phía trước Đây là tử trì cổ thánh phủ đệ, mỗi ngày đều có không ít người tới tìm kiếm cơ hội Người nhìn những người kia đều là muốn được học tập Đáng tiếc, chỉ có thể quỳ mãi ở chỗ này cái gì cũng không chiếm được. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên thấy một đám thanh niên quỳ bên ngoài phủ đệ. Từng người ánh mắt kiên nghị, có người quỳ lâu, thân thể không ngừng lay động, tựa hồ có chút không kiên trì nổi, nhưng vẫn như cũ cắn răng. Trương huyền cao mày. Trương 3562, cáo tử 2. Nhiều người như vậy muốn học tập, hơn nữa trở nên rất kiên trì, phủ đệ trước mắt, đại môn vẫn đóng chặt, giống như là sẽ không bao giờ được mở ra khổng sư chú ý dạy không xem tính chất bên ngoài truyền thừa cho thiên hạ chư tử bách gia đều là học sinh của hắn vì sao không đem công pháp truyền thừa ra ngoài tràn đầy không hiểu khổng sư chính là vì lòng dạ bao la mới chọn môn sinh là thiên hạ trở thành vạn thế chi sư chư tử bách gia đã là truyền thừa của hắn vì sao của mình thì lại giữ khư khư không nguyện ý đem công pháp truyền thụ ra ngoài trong lòng đang nghi ngờ liền nghe được đại môn trước mắt kêu kẹt kẹt một tiếng liền mở ra, ngay sau đó có mấy cái thân ảnh cao gầy đi ra. Là ba cái thanh niên cùng một người trung niên, thanh niên chẳng qua mới 20 tuổi, trung niên nhân thì giữa hai lông mày mang theo nghiêm túc, một thân tu vi sâu không lường được. Đại thánh cường giả, vị trung niên nhân này lại là cường giả cấp đại thánh, ba cái thanh niên cũng đạt đến thánh vực 9 tầng, thực sự là siêu cấp thiên tài. Đại nho đường khảo hạch, 10 phần nghiêm khắc, các người phải nhớ cho kỹ những gì ta dạy bảo, thực hiện cho đúng. nhìn ba vị thanh niên trước mắt, trung niên nhân bản giao. vâng, ba người đồng thời gật đầu, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. đại nho đường, trương huyền trong lòng hơi động. là gia chủ phản gia đương thời cùng hậu bối của hắn, bọn họ vậy mà đều muốn khảo hạch vào đại nho đường. quá lợi hại. có thể đi vào đại nho đường, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, là cường giả chân chính loại người này có thể chỉ điểm cho một câu chết cũng đáng đáng tiếc công pháp không truyền ra ngoài chúng ta xuất thân thấp muốn học cũng học không được bốn phía xuất hiện một hồi thảo luận tử trì cổ thánh chỉ là tôn sưng hắn tên thật gọi phiền cần trong miệng mọi người phản ra chính là gia tộc cổ thánh truyền thừa vậy thì tốt thuận buồm xuôi gió không muốn nói thêm lời nào trung niên nhân khoát tay áo hô ba cái thanh niên bay lên thẳng tắp hướng nơi xa nhanh chóng đi thời gian nháy mắt liền mất tung tích lão sư thấy mấy người đi xa trịnh dương nhìn qua ừm theo sau a muốn biết thế giới này bí mật đại nho đường hẳn là một điểm đột phá trương huyền gật đầu trước đó đám người nam cung nguyên phong đi vào danh sư đại lục đều là cường giả đại nho đường cùng hắn ở đây hỏi thăm thôn hoa xinh đẹp cũng không biết làm sao còn không bằng đi theo sau lưng những người này chỉ cần đến đại nho đường tất cả bí mật cũng không tính là cái gì. Theo sau, các ngươi không uống lộn thuốc chớ, bọn họ là cường giả thánh vực, bay tốc độ nhanh như vậy, linh thú của ta, coi như bay đứt cánh, cũng đuổi không kịp. Thậm chí cái cái bóng đều không thể nhìn thấy. Nghe được đối thoại của bọn họ, thôn hoa cười nhạo một tiếng. Nàng cũng muốn cùng ba cái thiên tài học tập, nhưng mà... Cả hai căn bản không ở cùng một cấp, nhân ra người ta không cần mượn linh thú đều có thể phi hành, đuổi đều đuổi không kịp, làm sao học? Coi như muốn học, cũng muốn cho phù hợp thực tế đi chứ. Đa tạ người đem chúng ta đưa tới đây, phi hành thánh thú của ngươi, chúng ta không ngồi nữa, cáo từ." Cắt đứt lời nói của nàng, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể thoáng một cái. "Hô." Thời gian nháy mắt liền bay lên, như thuấn di, mất đi tung tích. "Ngươi!" Thôn Hoa, trong mắt đều sắp rơi ra, không ngừng run rẩy vội vàng quay đầu nhìn về Trịnh Dương cùng Ngụy Như Yên ở phía trước, chỉ thấy hai người cười cười. Hô, cũng như thế biến mất. Phù phù, đặt mông ngồi dưới đất, thân phận, thôn hoa, tú như đều không quan tâm, triệt để choáng váng. Vốn cho rằng là một miếng đồng, nằm mơ đều không có nghĩ đến là vương giả, hơn nữa còn là cấp bậc trí tôn. chương 3563, Phàn Tiểu Húc một Không rảnh đi quản, thôn hoa, kinh ngạc sắp phát điên, Đám người Trương Huyền tăng thêm tốc độ, thời gian không lâu, liền thấy ba cái thanh niên phi hành ở phía trước. Ba người này, tuy là không thể phá vỡ không gian để phi hành, nhưng lại thi triển thân pháp đặc thù, tốc độ cũng cực nhanh. Hay là ngăn lại hỏi thăm? Trịnh Dương theo sau lưng nói. Không cần, coi như hỏi, bọn họ chắc chắn cũng không biết nhiều, đi theo ở phía sau là được, đến lúc đó, tự nhiên cái gì cũng đều hiểu. Trương Huyền lắc đầu, mấy người này là muốn đi đại nho đường khảo hạch, thứ bọn họ muốn tìm hiểu, quá mức cơ mật, coi như ngăn lại, khẳng định cũng không rõ ràng, ngược lại làm cho người khác biết nhiều, tin tức dễ dàng tiết ra ngoài, không bằng trước theo sau, đến đại nho đường lại nói. Biết lão sư quyết định đúng, trịnh dương không nói thêm lời nào. Đoàn người cấp tốc phi hành, ba ngày sau, đi tới trước mặt một tòa sơn mạch cao vút, lúc này nơi đây đã chất đầy người, thoạt nhìn chừng mấy ngàn. Rơi xuống mặt đất, Trịnh Dương đi hỏi thăm tin tức, Trương Huyền cùng Ngụy Như Yên thì nhìn bốn phía. Mấy ngàn người đứng ở chỗ này, tuổi tác đều không vượt qua 30 tuổi, tu vi cùng ba người trước đó giống nhau, toàn bộ đều là thánh vực cửu trọng, thậm chí đều có chút người đạt tới nửa bước đại thánh. Trẻ tuổi như vậy, liền nắm giữ loại thực lực này, danh sư đại lục loại trừ đám người Trịnh Dương, hầu như chưa từng thấy, ở đây lại một lần xuất hiện nhiều như vậy. Không hổ là chưa tử bách ra, quả nhiên không tầm thường. Nắm giữ cổ thánh huyết mạch, lại thêm khổng sư truyền thừa cùng thanh nha mạch, thế hệ trẻ tuổi bên danh sư đại lục quả thực tới không cách nào so sánh. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Danh sư đại lục, thiên tài cũng không ít, thế nhưng có thể đạt tới thánh vực cửu trọng, coi như tại Tam đại gia tộc, cũng đều là cấp bậc trưởng lão, nhỏ tuổi nhất đều không thấp hơn 200 tuổi. Không được 30 liền có loại tu vi này, quả thực để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Lão sư, bọn họ những người này hình như đều là từ bên trong chiến đấu đi ra sau so danh sư đại lục cường giả càng thêm thích hợp chiến đấu cũng nhìn ra cái gì ngụy như yên truyền âm tới trương huyền gật đầu không cần nàng nói hắn cũng nhìn ra điểm ấy danh sư đại lục cường giả phần lớn đều là danh sư tuy là sức chiến đấu cực mạnh nhưng càng thích hợp dạy học truyền thụ kiến thức những người tu luyện trước mắt từng cái trong mắt mang theo lạnh lùng trong lòng có chút vắng lặng cho người ta cảm giác là một loại chiến sư Xem ra, bọn họ không chỉ tu vi mạnh mẽ, đối với chiến đấu lý giải, từng cái đều không tầm thường. Lão sư, thăm dò ra được, đại nho đường cũng không ở đây, mà là một nơi ẩn giấu ở bên trong không gian, muốn đi vào, nhất định phải trở thành một thành viên trong đó. Bọn họ những này, chính là 72 cổ thánh gia tộc hậu nhân, đến đây khảo hạch. Chỉ chốc lát, Trịnh Dương đi đến trước mặt, truyền âm tới. Trở thành một thành viên đại nho đường nghe nói ở trong đặc thù không gian muốn đi vào nhất định phải đi qua trùng trùng điệp điệp khảo hạch nếu không bình chướng sẽ tự động đem hắn bài xích ra trịnh dương đảo nhíu nhíu mày trương huyền vận chuyển minh lý chi nhãn hướng bốn phía nhìn lại rất nhanh lắc đầu nơi này tuy là có trận pháp lại không phải không gian gấp xem ra muốn lặng lẽ lẻn vào đại nho đường cũng không giống trong tưởng tượng dễ dàng như vậy chẳng lẽ muốn ngụy trang thành người tham gia khảo hạch trà trộn vào đi. Tràn đầy bất đắc dĩ. Trường 3564, Phản Tiểu Húc 2. Nắm giữ sức chiến đấu mạnh nhất từ phá toái hư không trở xuống, nhan thanh cổ thánh đều khó mà chống lại, nhưng muốn ngụy trang thành học sinh trà trộn đi vào. Làm sao đều cảm thấy có chút khó xử. Bất quá, nếu không làm như vậy, đại nho đường ở nơi nào cũng không rõ ràng, trong đó phong ấn rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng không hiểu, tùy tiện xông vào, phiền phức càng lớn khổng sư vật lưu lại, cho dù hắn hiện tại tu vi tiến nhanh, cũng không dám tùy tiện có chỗ cử động, liền giống như bình chướng trước đó, ngộ nhỡ đại nho đường cũng có loại tương tự, cho dù có ngoan nhân trợ giúp, cũng rất khó chạy trốn. Đại nho đường nguy hiểm vô cùng, các ngươi không biết ngụy trang, không có thân phận thích hợp, liền ở phụ cận tìm địa phương ở lại, ta trở ra, có tin tức, sẽ truyền lại cho các ngươi. Dừng lại một chút, Trương Huyền nhìn về phía hai vị học sinh hắn có ngụy trang phù lạc nhiều khi cho ngụy trang về sau huyết mạch đều không thể điều tra ra tuyệt đối có thể ung dung lẫn vào trong đó trịnh dương ngụy như yên không làm được điểm ấy cho dù dung mạo thay đổi một khi có cổ thánh cẩn thận kiểm tra cũng sẽ bị lộ tẩy đi cùng hắn nếu bị như thế còn không bằng để cho bọn họ ở lại bên ngoài được biết bản lĩnh của lão sư hai người không có kiên trì đồng thời gật gật đầu thảo luận xong đưa mắt liếc qua một cái Trịnh Dương cùng Ngụy Như Yên cười tiến lên, rất mau đem hai vị thanh niên phản ra dẫn ra, Trương Huyền lúc này mới đi tới trước mặt, mang theo nụ cười. Phản tiểu húc người khỏe. Ba ngày bám đuôi, sớm đã biết nội tình của ba người này, vị trước mắt gọi phản tiểu húc, chính là trong ba người, khả năng cực kỳ có cơ hội đi qua khảo hạch, đi vào đại nho đường. Người là... Đám người Trương Huyền đi theo, phản tiểu húc cho dù là tử chỉ cổ thánh hậu nhân, cũng khó có thể phát giác, thấy có người trực tiếp hô lên tên, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Là như vậy, ta là phụ thân ngươi là bằng hiếu, là muốn cùng ngươi nói riêng một chút lần khảo hạch này. Mỉm cười, Trương Huyền nói. Bằng hiếu cha ta. Phan Tiểu Húc lộ ra vẻ nghi ngờ. Phụ thân hắn chính là tử trì cổ thánh gia tộc, tộc trưởng đương nhiệm, ba ngày trước vị trung niên nhân tiễn hắn đi ra ngoài, nếu có bằng hữu lời nói, khẳng định cũng đã sớm nói, làm sao hắn một chút tin tức đều không biết đúng vậy a à, ở đây nhiều người còn xin bên cạnh nói chuyện nhìn thấy đối phương nghi ngờ trương huyền vẻ mặt không thay đổi được tuy là kỳ lạ phan tiểu húc vẫn gật đầu không nói trước thực lực của hắn đạt đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong nhưng nơi này đâu đâu cũng có cao thủ đối phương cho dù có ý đồ xấu gì hẳn cũng không dám trực tiếp động thủ lại nói hắn chỉ là cái tiểu nhân vật không nổi danh cũng không có gì đáng giá để mưu đồ theo sau lưng đi tới đằng sau một chỗ kiến trúc phan tiểu húc vừa định hỏi thăm đối phương muốn làm gì liền thấy một bàn tay bao phủ xuống mắt tối sầm lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh trước khi hôn mê tràn đầy buồn bực thật là có người dám ở chỗ này động thủ a hát đem hắn thu vào không gian gấp trương huyền lúc này mới vận chuyển chân khí thời gian nháy mắt liền biến thành bộ dáng của đối phương thậm chí liền y phục đều giống như đúc tuy là tới cái thế giới này thời gian hơi ngắn nhưng cũng biết quy luật người của chư tử bách gia mới có thể tu luyện người bình thường căn bản không có công pháp chớ nói chi là đạt tới thánh vực cửu trọng giả mạo bản thân là tán tu khẳng định là không thể được bởi vậy chỉ có thể oan ước vị này bất quá đối với hắn mà nói khẳng định cũng có chỗ tốt chí ít thay thế đối phương đi khảo hạch trăm phần trăm có thể thông qua không cần lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn trở lại nơi vừa nãy Hai vị thanh niên phản ra bị Trịnh Dương cùng Ngụy Như Yên lôi đi, cũng đi trở về, một mặt ngỡ ngàng. Hiển nhiên không có hiểu rõ, hai người kia tìm bọn hắn làm cái gì. Thuận miệng lừa gạt vài câu, đợi ở nguyên chỗ, thời gian không lâu, mấy cái bóng người cao lớn xuất hiện trên không trung, một cỗ huy áp nồng đậm bao phủ bốn phía. Đại nho đường cao thủ đến rồi. Chương 3565, hạng mục khảo hạch 1. Nhìn về phía mấy người này, Trương Huyền mỉm cười lại còn có hai người quen, chính là những người lúc trước đi trương gia, lạc gia tìm phiền phức, nam cung nguyên phong cùng đạm đài chấn thanh. Tu Vi đã tới cổ thánh, phần lớn thời gian đều ngủ say, sự tình bình thường, đều giao cho cường giả đại thánh xử lý, rõ ràng hai người này ở đại nho đường có địa vị không thấp. Chư vị đều là người thừa kế ưu tú của các gia tộc cổ thánh, có thể từ trong tộc chỗ hết tài năng, đi tới nơi này, chắc hẳn bỏ ra không ít. Một vị cường giả bất hủ cảnh đỉnh phong cầm đầu, nhìn quanh một vòng, thanh âm tự nhiên rơi xuống. Bất quá, tài nguyên có hạn, tiêu chuẩn để đại nho đường thu nhận, không cần ta nói, các ngươi hẳn cũng rõ ràng, hàng năm chỉ có 100 cái danh ngạch, năm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Lần này báo danh, hết thảy 2143 vị, nói cách khác, hơn 20 người mới có một cái thông qua, 10 phần tàn khốc, sinh tử không thể tránh khỏi, nếu như lòng có sợ hãi, hiện tại liền có thể lui ra. Chỉ thu nhận 100 cái. Trương Huyền nhíu nhíu mày. Hơn 2.000 người có thể tới đây, đều là dưới 30 tuổi liền đạt tới thánh vực cửu trọng, ở danh sư đại lục, mỗi một cái đều kinh tài tuyệt diễm, đủ để vang danh thiên hạ, mà ở đây lại bị đào thải nhiều như vậy, thậm chí có khả năng tử vong. Cái khảo hạch này có phần quá nghiêm khắc đi. Trước khi đến, tộc trưởng không phải nói rồi ư, đại nho đường từ trước tới nay luôn nghiêm khắc như vậy, thật ra thì, cùng gia tộc không phải cũng giống nhau sao. Thấy hắn kỳ lạ, thanh niên đang đứng ở một bên nói. Chính là một trong hai người phàn gia, Phàn Tiểu Tinh, tu vi tuy là không bằng Phàn Tiểu Húc, nhưng cũng đạt đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Cái gì giống nhau? Ta nói là tuyển chọn, hàng năm đều phải tiến hành khảo hạch, thất bại, không có tài nguyên cùng công pháp cung cấp, từ đó mất đi tư cách tu luyện. Chúng ta có thể đi đến nơi này, người nào không trải qua vô số chiến đấu. Cười khổ lắc đầu, Phàn Tiểu Tinh nghi ngờ nhìn qua nhiều chuyện như vậy người chẳng lẽ quên đi sao có thể quên đi chỉ là cảm xúc một câu thôi cười nhạt một tiếng trương huyền trong lòng giang đào hải lãng rung động hàng năm đều khảo hạch thất bại không cung cấp tài nguyên cùng công pháp trong gia tộc thi hành cái này có thể hay không quá tàn khốc không phải nên là người người như rồng ư vì sao muốn chặt đứt tài nguyên tu luyện hủy người căn cơ tốt không thêm lời thừa thãi ta cũng không nhiều lời lần này khảo hạch cùng trước kia khác biệt, có điều, càng thêm đơn giản, dễ dàng. Phía trước Sơn Phong, chư vị chắc hẳn đều thấy được, trước khi đi vào, mỗi người các ngươi sẽ ở trước ngực, đeo một cái đặc thù truyền tống ngọc phù, một khi bóp nát, liền sẽ lập tức bị truyền tống đi ra, từ đó mất đi tư cách vào đại nho đường. Hơn 2.000 người đồng thời đi vào Sơn Phong, có thể liên minh, cũng có thể đối với những khác người động thủ, chỉ cần bảo đảm bản thân không bị đào thải là được đợi đào thải đến chỉ còn lại có 100 người thời điểm, khảo hạch kết thúc, lưu lại, liền chờ đi vào đại nho đường. Mà bị đào thải, sẽ không còn cơ hội. Cầm đầu trung niên nhân bất hủ cảnh, lần nữa nói. Trực tiếp đào thải. Như vậy không công bằng, nếu có người am hiểu ẩn nấp, vừa tiến vào sơn phong liền nấp đi, người khác cũng không tìm tới được, chẳng phải không cần chiến đấu, cũng thông qua được khảo hạch. Có người am hiểu sắp đặt trận pháp, bố trí phòng ngự thật tốt, nếu tới một cái cho rơi đài một cái, người khác làm sao so? Tất cả mọi người đều nấp đi, không đào thải người khác đâu. Phía dưới lập tức vang lên thanh âm thảo luận. Chương 3566, hạng mục khảo hạch 2. Vốn cho rằng giống như trước đây, tiến hành khiêu chiến hoặc là tỉ thí, không nghĩ tới lại trực tiếp đào thải. Mọi người không cần phải gấp, đã xác định quy củ, tự nhiên không cho phép xuất hiện vấn đề này, đại nho đường sẽ đặc biệt phái ra đội chấp pháp có người che giấu hoặc là tiêu cực biếng nhác, đều sẽ bị đào thải. Còn có, chỉ cho các người thời gian 3 canh giờ, trong khoảng thời gian này, không thể đào thải còn lại đúng 100 người, xem như tất cả mọi người đều không cách nào thông qua. Trung niên nhân bất hủ cảnh tiếp tục nói. 3 canh giờ. Đội chấp pháp. Sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Vốn mọi người đang mang theo tâm lý may mắn, giờ phút này tất cả đều không còn ý nghĩ gì. 3 canh giờ, đào thải hơn 2.000 người, Thực tế quá mức nhanh chóng, thật muốn nấp đi, không những không cách nào thông qua, làm không cẩn thận cũng sẽ bị đào thải. Cho nên, muốn trở thành một thành viên trong danh sách 100 người, chỉ có thể tăng thêm tốc độ, cố gắng đào thải người khác. Còn có người không hiểu ư? Giải thích xong quy tắc, trung niên nhân bất hủ cảnh lần nữa nhìn xung quanh. Rõ ràng, mọi người đồng loạt gật đầu. Rất tốt, hiện tại chư vị đi nhận lấy truyền tống ngọc phù trung niên nhân bất hủ cảnh vung tay lên, giữa đám người lập tức xuất hiện một cái đài cao, phía trên để mấy ngàn viên ngọc bài. Một vị thanh niên đi đầu lên phía trước, cắn nát đầu ngón tay, một giọt máu bay qua. Ông, một tiếng khe vang lên, trên đài cao cho thấy một nhóm chữ tử kỳ cổ thánh huyết mạch. Hô! huyết mạch được công nhận, một cái ngọc bài bay tới, rơi vào trước ngực đối phương. Ngay sau đó người thứ hai đi lên phía trước. Quả nhiên không thể đầu cơ trục lợi, thấy cảnh này, Trương Huyền âm thầm vui mừng. May mắn hắn đã sớm đoán ra, trước thời hạn đem Phàn Tiểu Húc làm hôn mê, ngụy trang thành bộ dáng của hắn, nếu thật để cho Trịnh Dương, Ngụy Như Yên cũng giả mạo, rất nhẹ nhàng liền sẽ bị phát giác ra được, lại nghĩ trà trộn vào, liền khó khăn. Đi theo sau lưng mọi người, chậm rãi hướng về phía trước, thời gian không lâu, đi tới phía trước, lấy ra huyết dịch, để vào đài cao, đạt được một cái ngọc phù. Thấy huyết mạch hắn không có vấn đề, mấy người phản tiểu tinh cũng không suy nghĩ nhiều. Không đến nửa canh giờ, hơn 2.000 người, tất cả đều lĩnh ngọc phù đại biểu thân phận. Tốt, hiện tại đi qua, các người có thời gian 3 canh giờ. Trên không cường giả bất hủ cảnh đại viên mãn hừ một tiếng, vung tay lên. Dầm, dường như có một cái bình chướng bị mở ra, mọi người đồng loạt hướng sơn phong sông tới. Trước tiên đi vào, chẳng khác nào trước chiếm cứ được địa lợi, đi qua tỷ lệ khảo hạch chắc tăng lớn hơn không ít. Mấy người phàn tiểu tinh vừa định xông tới, liền cảm thấy trên người siết chặt, bị trương huyền kéo. Đến Sơn Phong, một cái gia tộc khẳng định sẽ bị chia liệt các người trước tìm một địa phương trốn, ta sẽ đi tìm các ngươi. Đi vào Sơn Phong thông đạo, có trận pháp truyền tống, trương huyền vừa rồi liền thấy, nếu đoán không sai, hẳn là người cùng một gia tộc, sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến khắp nơi, chắc chắn không ở cùng một chỗ nếu không cùng một cái gia tộc liên hợp cùng một chỗ nhất định chiếm cứ ưu thế rất lớn trốn hai người phàn tiểu tinh nhíu nhíu mày ba người bọn họ liên hợp cùng một chỗ thực lực cũng không tính quá mạnh có thể hay không sống sót cũng còn khó nói còn không bằng riêng phần mình phân tán không để cho người chú ý nghe ta bảo đảm các ngươi đều có thể thông qua khảo hạch trương huyền thản nhiên nói đã ngụy trang thành phàn tiểu húc tự nhiên cũng phải cấp tử chỉ cổ thánh hậu nhân một ít chỗ tốt. Được, thấy hắn khẳng định như thế, Phan Tiểu Tinh đám người dừng lại một chút, đồng thời gật gật đầu. Trương Huyền cũng không giải thích, đối phương nấp đi, bản thân như thế nào tìm được bọn họ, nhẹ nhàng cười một tiếng, đi đầu bay tới đằng trước. Phần Phật, trận pháp truyền một cái, đem người bao phủ, sau một khắc, đã biến mất tại chỗ. Trường 3567, Pháp tác sinh tồn tàn khốc một thời điểm xuất hiện lại là ở đằng sau một đám nham thạch thân thể vừa mới đứng vững liền cảm thấy một đạo quang mang ở dưới mặt đất thẳng tắp đâm về phía ngọc bài ở trước ngực chỉ cần đánh chúng sẽ lập tức bị đào thải xem ra người tiến vào trước sớm đã có mai phục tốt chỉ chờ kẻ đến sau xa lưới tốc độ rất nhanh nhẹ nhàng cười một tiếng trương huyền ngón tay duỗi ra tiến lên nghinh đón ông hàn quang bị ngăn tại ngón tay bên ngoài lại không cách nào tiến lên mảy may hiện tại hắn thi triển lực lượng chỉ có thánh vực cửu trọng nhưng mượn nhãn lực cùng phản ứng bản năng cường giả đại thánh đều khó chống lại kẻ đánh lén trước mắt này chẳng qua phổ thông vũ không cảnh làm sao có thể thành công chặn lại đánh lén trương huyền nhìn lại là một thanh niên mặc hắc y thấy đối phương tùy tiện như thế liền chặn lại hàn quang ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không dám có chiêu thứ hai xoay người bỏ chạy xem ra nhìn ra thực lực của hắn, mới không trốn đi, nếu không chỉ có thể bị đào thải. Phản ứng rất nhanh, có điều, muốn đi, không còn kịp rồi. Lộ ra sắc mặt khen ngợi, Trương Huyền ngón tay lần nữa một điểm. Định, dầm, tựa như mặt nước đóng băng, thanh niên mặc áo đen lập tức cứng ngắc trên không trung, không cách nào động đậy. Không gian phong cấm, thanh niên mặc áo đen tràn đầy kinh hãi. Thánh vực cửu trọng lĩnh ngộ loại năng lực này. 72 hậu nhân của cổ thánh gia tộc, tuyệt đối xếp vào hàng cao, làm sao xui xẻo như vậy, trực tiếp liền cho hắn gặp phải. Vị bằng hữu này, ta bị ma quỷ ám ảnh, mới đối với người động thủ, ngươi là người lớn đại lượng, còn xin tha ta một mạng. Hàm răng cắn chặt, vội vàng nói cầu xin tha thứ. Thực lực của hắn, ở gia tộc cũng là đỉnh tiêm, vốn nghĩ, chỉ cần che giấu tốt, có thể vì tiện bắt gỡ yêu ta ít người tham gia khảo hạch, nằm mơ đều không có nghĩ đến, lần đầu tiên ra tay lại đụng phải kẻ khó chơi như vậy sớm biết như vậy nấp đi là tốt rồi động cái gì a hát tha cho ngươi một mạng không phải là không được trương huyền nói có điều kiện gì mời nói thanh niên mặc áo đen cắn răng ta có thể dùng bảo vật mua mệnh có điều ngươi hẳn cũng biết gia tộc mỗi người cung cấp đều là có định số ta cũng không có quá nhiều đồ vật tốt đồ vật ta không muốn cho ngươi hai cái lựa chọn Thứ nhất, bóp nát ngọc bài của ngươi, để ngươi bị đào thải. Thứ hai, nói cho ta những sự tình mà ta muốn biết. Trương Huyền nhìn qua. Yên tâm, ta hỏi ngươi, không dính dáng cơ mật của gia tộc, cũng sẽ không làm khó ngươi. Ta lựa chọn điều thứ hai. Không trần chờ quá lâu, thanh niên mặc áo đen mở lời. Có thể đi đến nơi này, hào phí không biết bao nhiêu tài nguyên của gia tộc. Nếu như không vào được đại nho đường, tất cả tài nguyên đều sẽ bị ngừng cung ứng về sau lại muốn tiến bộ, hầu như không có khả năng. Bất kể như thế nào, cũng không thể từ bỏ cơ hội. Rất tốt, hai tay chắp sau lưng, Trương Huyền vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua. Người từ khi bắt đầu tu luyện, là như thế nào từng bước một đi đến tình trạng ngày hôm nay. Bao quát mỗi một lần thí luyện, khảo hạch, ta muốn biết 10 phần tỉ mỉ. Cái này, còn tưởng rằng hỏi thăm cái gì, nghe được lại là sự tình hầu như người người đều biết. Thanh niên mặc áo đen sững sốt một chút, tuy là trong lòng tràn đầy kỳ lạ, nhưng vẫn thật lòng trả lời. "Ta từ khi bắt đầu tu luyện đã trải qua 27 lần khảo hạch, hầu như hàng năm đều có một lần. Mỗi một lần khảo hạch, cùng độ tuổi đều sẽ đào thải không ít người, bị đào thải sẽ bị ngừng cung cấp tài nguyên và công pháp, chỉ cần lo an tâm tiếp quản xí nghiệp, tổ chức của gia tộc." Rất nhanh, thanh niên mặc áo đen đem những sự tình trải qua giải thích một lần chương 3568, Pháp tắc sinh tồn tàn khốc 2. Trương Huyền vừa nghe vừa nhíu mày. Cùng trước đó đoán như nhau, trừ tử bách ra cạnh tranh 10 phần tàn khốc, khảo hạch, từ khi mới bắt đầu tu luyện đã trải qua, thông qua, được cung cấp tiếp tục công pháp và tài nguyên, không thông qua, cũng không có cách nào tu luyện. Đây cũng không phải là bồi dưỡng hậu bối, lại giống như là dưỡng cổ. Nghe nói sẽ người dưỡng cổ, sẽ dưỡng ra hơn vạn con cổ trùng, sau đó bảo bọn chúng tự gợi yêu ta ít lẫn nhau, cuối cùng thắng được, mới là con lợi hại nhất. Hiện nay 72 gia tộc cổ thánh, dường như dùng cách giống như vậy, có thể đi tới nơi này tham gia khảo hạch của đại nho đường, không có người nào không trải qua trùng trùng điệp điệp đau khổ, mới từ trong gia tộc, từ trong vô số người trẻ tuổi trổ hết tài năng. Khó trách vừa rồi liền nhìn thấy những người này, từng cái ánh mắt lạnh lùng, cùng chiến sư có chút giống nhau, có loại kinh nghiệm này, nhân tính ở trong lòng, khẳng định đã sớm lạnh lùng như một tờ giấy giỏ nát, tùy thời cũng có thể bỏ qua nó. Cũng khó trách, lúc trước đám người nhan tiết, có thể cùng dị linh tộc nhân liên hợp, mà không có mảy may khúc mắc. Trong lòng bọn họ, sợ chỉ có thắng và bại, sớm mất thước đo đạo đức đặc hữu của danh sư. Nhìn qua, trong chư tử bách gia mới thật sự là cường giả vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Trong lòng phát ra bao nhiêu cảm xúc, định thần lại, nhìn về phía thanh niên trước mắt người mới vừa nói tài nguyên cung cấp có hạn là có ý tứ gì thân là tử đệ gia tộc người cũng không biết thanh niên mặc áo đen trong lòng lần nữa nổi lên nghi ngờ chẳng qua biết hiện tại ăn nhờ ở đậu không thể làm gì khác hơn nói đạt tới cấp bậc gì đi qua loại khảo hạch nào phân phối bao nhiêu tài nguyên đều có số lượng nhất định theo ta được biết mỗi cái gia tộc đều là như vậy ai cũng không ngoại lệ nói xong lại giải thích một hồi nghe xong Trương Huyền thở sâu vì kinh ngạc, xem như cũng rốt cục hiểu rõ hình thức hoạt động cụ thể của cổ thánh gia tộc. Vừa mới bắt đầu, chọn lựa tất cả hậu bối cho họ tiến hành tu luyện, trong vòng thời gian quy định, không đạt tới cấp bậc được chỉ định, sẽ bị đào thải, mất đi khả năng được cung cấp tài nguyên và công pháp, hàng năm đều là như vậy, muốn có được công pháp và tài nguyên, cần phải tiến hành đủ loại khảo hạch, thu hoạch được thành tựu mới có thể nắm giữ. Có thể nói, thế giới này đối với việc khống chế tài nguyên Đúng là để cho người ta tức lộn ruột. Chẳng lẽ không thể đi tìm kiếm một ít di tích hoặc là bảo tàng? Nhịn không được nữa, hỏi, tu luyện giả ở danh sư đại lục cũng không có nhiều tài nguyên như vậy, nhưng bọn họ lại tìm được một ít đặc thù di tích hoặc là tầm bảo bị ẩn giấu, coi như trải qua nguy hiểm, nhưng khi nào thành công, cũng đủ để tu luyện thật lâu. Người nơi này, vì sao không làm như vậy? Nào có di tích, bảo tàng, tu luyện giả sau khi chết tất cả tài nguyên đều sẽ bị gia tộc thu về. Giống như, người bây giờ gờ yêu ta ết ta, cũng không cách nào cướp đi tài nguyên của ta, bởi vì, ta lúc ra cửa, đồ vật mang trên người, mỗi một kiện đều phải đăng ký, một khi tử vong. Sẽ đổi tới gia tộc của ngươi, hướng ngươi truy tìm những thứ đó. Thanh niên mặc áo đen nói. Trương huyền lông mày nhảy dựng, không còn gì để nói. Chư tử bách ra, thân là hậu nhân khổng sư, khống chế tài nguyên kỹ càng như vậy. Suốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ tài nguyên của thế giới này rất thiếu thốn sao? Lại hỏi thăm một hồi, đem những gì bản thân muốn biết hỏi ra, đối phương giải đáp, biết được rõ ràng, Trương Huyền lúc này mới cong ngón tay búng một cái. Hô! Thanh niên mặc áo đen ngã trên mặt đất. Ta đi ngươi liền sẽ tỉnh táo, tỉnh lại, những gì trải qua vừa rồi sẽ quên đi toàn bộ. Cười nhạt một tiếng, Trương Huyền bàn chân một bước, thẳng tắp vọt lên phía trước đi tới. Thời gian nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Tu vi của hắn đạt tới cấp bậc này, đã có thể tùy tiện xóa đi trí nhớ của một người, vừa rồi hỏi nhiều như vậy, tuy là cũng không trọng yếu, nhưng về sau khẳng định sẽ mang đến phiền phức cho Phan Tiểu Húc. Đã như vậy, liên giải trừ trước thời hạn, cũng có thể có ít một chút tai họa ngầm. Chương 3569, Phan Tiểu Phong 1. Thần thức bao phủ, rời khỏi nơi thanh niên mặc áo đen, Trương Huyền đi về phía trước không xa, thần thức lan ra, thời gian nháy mắt liền đem cả ngọn núi đều bao phủ ở bên trong. Nơi này tuy là có trận pháp hạn chế thần thức dò xét của tu luyện giả, nhưng người bày trận, đối với trận pháp lý giải, cũng không bằng hắn, thực lực lại mạnh mẽ, thần thức bao phủ thế nào, cũng sẽ không bị người khác phát giác. Rất nhanh, hai người tung tích, liền bị hắn tìm tới. Phàn tiểu tinh có vận khí không tệ, bị truyền tống đến một nơi trong khe núi, ẩn giấu đi, người khác không phát hiện được, nhưng phản tiểu phong liền không có may mắn như vậy. bên tử chỉ cổ thánh gia tộc tới ba người, phản tiểu húc, phản tiểu tinh và phản tiểu phong. phản tiểu tinh thuận lợi ẩn giấu đi, tạm thời không có bị những người khác phát hiện. nhưng phản tiểu phong giờ phút này đối mặt với nguy hiểm, bị hai vị cường giả đuổi gờ ta s. may mắn hắn am hiểu tốc độ, thân pháp cũng cực nhanh, nếu không, ngọc bài trên người khẳng định sớm đã bị người ta bóp nát, thảm hại bị đào thải lần nữa nhìn thoáng một cái, Trương Huyền thẳng tắp hướng phía phàn Tiểu Phong bay đi, biết ở bốn phía khẳng định có người theo dõi, tốc độ của hắn vẫn duy trì thánh vực cửu trọng đỉnh phong, cũng không vượt qua. Ô ô ô, từng đạo kinh khí, nổ tung ở bốn phía. Người khác không làm gì được hắn, nhưng nơi khác vẫn có cạnh tranh rất lớn, thỉnh thoảng có người ở một bên chiến đấu, một người lại thêm một người bị đào thải. Không thể không nói, khảo hạch của đại nho đường, 10 phần tàn khốc. Tuy là không hạn chế việc kết phái liên minh, nhưng để bản thân có thể đi qua, tất cả liên hợp đều là giả, làm không cẩn thận sau lưng có thể bị đâm một đao. Loại sự tình này, Trương Huyền từng thấy qua, ba người liên hợp, vốn gặp được người lạc đàn có thể nhẹ nhóm đào thải đối phương, nhưng ai biết một tên trong đội, bởi vì thấy đồng bạn bị thương, chủ động ra tay, đem hắn cũng đào thải. Bị thương, chẳng khác nào trong đội có thiếu sót, liên hợp không những không có uy lực, làm không cẩn thận sẽ còn bị người khác vây công, không bằng một người đơn độc một mình lại linh hoạt. Bên này nhanh chóng bay qua, còn Phan Tiểu Phong bên kia, trên đầu toát mồ hôi lạnh, không ngừng run dày. Liên tục bị ba cường giả cùng cấp bậc công kích, hắn đã bị thương, lực lượng cũng tiêu hao hơn phân nửa, tràn đầy mệt mỏi. Đừng vùng vẫy, hãy ngoan ngoãn bị đào thải, đại nho đường không phải người có thực lực như ngươi, có thể tiến vào một thanh niên mang theo vẻ mặt như thợ săn tự tin mỉm cười nhìn qua phía sau hắn còn có hai tên thanh niên chia ra đem phàn tiểu phong bao vây ở bên trong muốn đào thải ta liền động thủ coi như không tiến vào được đại nho đường ta cũng sẽ cho các ngươi bị thương biết không có đường lui nữa phàn tiểu phong cắn chặt hàm răng nhìn về phía ba người trước mắt như sói đói bị thương vận khí cũng đủ suối quẩy vừa xuất hiện liền bị truyền tống đến nơi đây bị ba người vây công, có thể kiên trì đến bây giờ, đã tận lực, để chúng ta bị thương, Người cũng xứng." Thanh niên cầm đầu hừ nhẹ. "Động thủ." Rầm, kèm theo mệnh lệnh, ba người đồng loạt tấn công tới, lực lượng như mưa to lật đổ, đem bốn phía toàn bộ bao phủ, trốn đều không thể trốn thoát. Thanh niên cầm đầu đã đạt đến nửa bước đại thánh, hai người khác cũng đều là thánh vực cửu trọng đỉnh phong, Phan Tiểu Phong so với bất kỳ người nào, đều kém một đoạn đồng thời đối mặt ba người lập tức luống cuống tay chân bành sắc mặt trắng nhợt nhận công kích phan tiểu phong bay ngược ra phía sau sống lưng đâm vào bên trên một cái nham thạch thân thể có chút tiêu hao quá độ giã rời tựa như bùn nháo tốt bóp nát ngọc bài sau đó đi tìm cái kế tiếp thanh niên cầm đầu thấy hắn đã không còn sức phản kháng bàn giao một câu được thanh niên bên trái cười cười vừa tung người đi tới ngón tay vừa nâng lên thẳng tắp hướng ngọc bài trước ngực Phàn Tiểu Phong nhấn tới. chương 3570, Phàn Tiểu Phong 2 Nhìn lực lượng, chỉ cần đánh chúng, nhất định trực tiếp bị loại. Đáng tiếc, ta không hoàn thành được trọng trách của gia tộc. Lộ ra vẻ bất đắc dĩ, biết tiếp tục tranh đấu, chỉ có thể thương thế càng nặng, Phàn Tiểu Phong đành phải bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Bất quá, đợi một hồi, cũng không cảm thấy ngọc bài trước ngực vỡ vụn, vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt, ngồi trên một tảng đá cách đó không xa, đùi phải nhẹ nhàng đong đưa, trong ánh mắt ẩn chứa vui vẻ. Ngay sau đó, một cái thanh âm vang lên nhàn nhạt ở bên tai. Ba người vây công một người, làm có chút không quá đẹp mắt đi. Tiểu Húc, Phan Tiểu Phong trong lòng chấn động. Không phải ai khác, chính là nhi tử tộc trưởng, Phan Tiểu Húc. Vậy mà ở thời khắc nguy cơ, chạy tới lại thêm một cái muốn chết thấy có người ở bọn họ vây công lại dám ra tay cứu người thanh niên cầm đầu cười lạnh liếc mắt ra ý phối hợp hai người còn lại đem trương huyền vây vào giữa người lập tức liền sẽ biết cái gì gọi là đẹp mắt phần phật biết thời gian quý giá không có nhiều nói nhảm ba người lao đến tiểu húc chạy mau người chỉ cần có thể đi qua khảo hạch là được không cần phải để ý đến ta thấy hắn bị vây công phàn tiểu phong càng gấp gáp Thực lực tiểu húp hắn biết rất rõ ràng, chỉ so với hắn mạnh hơn một chút, cùng đối mặt ba người này, chắc chắn không có phần thắng, cùng hắn bị đào thải, còn không bằng chạy trốn, vì tử trì cổ thánh gia tộc, giữ lại một tia hy vọng. Thình thịch thình thịch, tiếng nói còn không có kết thúc, liền nghe thấy thanh âm quyền cước chạm vào thịt vang lên, lo lắng tại tiếng kêu ẩm ý, mắc ở cổ họng, không nói ra lời. Chỉ thấy mới vừa rồi ba người còn khí thế hung hăng, giờ phút này toàn bộ nằm trên mặt đất trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Phan Tiểu Húc ngồi tại bên trên nham thạch, nhìn giống như chưa từng nhúc nhích, cười khanh khách nhìn qua, bên trong ánh mắt mang theo cổ vũ, tự thân đem bọn hắn đào thải đi. Ta, Phan Tiểu Phong đầu óc choáng váng. Đến thời khắc này, đều không có hiểu rõ, vị Tiểu Húc bản thân quen thuộc này, là như thế nào lấy một địch ba, nhẹ nhóm đem bọn hắn đánh bại. Bọn họ không phải muốn loại người sao, đã như vậy, sự tình đem bọn họ đào thải, Tự nhiên giao cho ngươi." Trương Huyền nói, ra tay đối người có loại thực lực này, đã là ỷ lớn hiếp nhỏ, lại phải loại đối phương, trên thực tế cũng thật xấu hổ. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là người muốn mặt a. À. "Ta đánh không lại." Hơi đỏ mặt, Phan Tiểu Phong cắn răng nói. Tuy là ba người trước mắt bị thương, nhưng thương thế hắn cũng không nhẹ, cứ việc rất muốn loại đối phương, nhưng dựa vào thực lực bản thân, vẫn là không cách nào hoàn thành yên tâm, người chiến đấu dựa theo lời ta nói, loại đi ba người mà thôi, thập phần đơn giản. Mỉm cười, Trương Huyền ánh mắt bên trong mang theo cổ vũ. Đơn giản, không biết đối phương tại sao lại nói như vậy, dừng lại một chút, Phan Tiểu Phong cắn răng tốt, ta thử một chút. Dù sao có hắn ở bên cạnh, nhìn thực lực, hẳn là sẽ không bị loại, đã như vậy, cũng không có gì có thể lo lắng. Người không ra tay, thanh niên cầm đầu đứng dậy, trong mắt mang theo kinh hoàng đối phương một chiêu liền đem ba người bọn họ đánh bại thực lực mạnh mẽ trong thế hệ trẻ tuổi trước đây chưa từng gặp cùng người này đối chiến khẳng định sẽ bị loại nhưng cùng gia hỏa bị hắn bọn họ đuổi sắp mệt là chiến đấu thập phần đơn giản ta sẽ không xuất thủ các ngươi dùng hết toàn lực nếu như có thể đem hắn loại ta bỏ qua các ngươi không làm được vậy thì chờ lấy bị loại trương huyền mỉm cười tiểu húc ngươi biên rồi sao Nghe nói như thế, thân thể Phan Tiểu Phong thoáng một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 144